Ok, hôm nay mình học gì nè? Hôm nay mình hôm nay mình trả bài. Basic basic English. Đúng rồi, nhưng mà hôm nay mình học cái gì? Basic English. Anh chị nhớ không? Nhớ trả bài không? Trả bài gì nhớ không? Xem chợ. Hôm nay mình sẽ kể kể câu chuyện đó lại. Yeah, xem chợ. Giang lên kể chuyện đi. Kể chuyện gì xảy ra ở trong cái bài xem chợ. Hôm nay có cậu Út GMC nè. Cậu Út GMC. Let me write down this one Cái gì mà cười? Cái gì mà cười? Ok, mình mở Skype nha. Mình mở cái Skype nha. Rồi ngồi im lặng kìa. Hôm nay mình làm cái phần chó. Ok, là cái phần speaking. Today you're going to tell us a story about Sam. About Sam job. What happened? What the story about? What he did. Let's see where Skype. Open it. And what else? And hello, cô ấm. Good morning. What Skype name? And one, two, three. Can you mở Skype ra đi? Yeah, have a nice day and have a good business. Ok, các anh chị mở Skype ra đi. Các anh chị có làm bài không vậy? Hả? What's your homework? Các anh chị có làm bài không vậy? Ngồi im ru à? Giống trong trường học ghê đi. Ngồi run biết không? Sợ thầy cô gọi lên bảng. Gọi lên trả bài. Ngồi không dám nhúc nhích. Tại nhúc nhích là hy chiếu tướng mình liền. Right? Là hy gọi mình. Ok. Yeah. Thà là mình ngồi yên thấy không? Hy nhìn ai cũng giống như ai hết trơn á. Right? Còn mình nhúc nhích là hy biết liền. Thấy không? Hy biết liền. Hy nhìn mình là hy gọi mình lên liền. Thành ra mình ngồi yên. Ngồi yên. Yes. Phải không nè? Ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Hồi xưa tụi mi cũng là học trò vậy nên tụi mi biết biết hết trơn á nha, biết tẩy của các anh chị hết trơn á. Okay. Là giờ quá. Ông thầy vừa dây mặt lên bảng bốc 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 cục 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 me thảy vô miệng nhai nhai chót chét. Ông thầy quay quay trở lại á, quay trở lại á thì nuốt cái ực. Bởi vì đàn ông ưa ăn vụng hơn đàn bà, tại sao biết không hả? Tại sao biết không? Đố các anh chị biết tại sao con trai ưa ăn vụng thấy gì chứ con trai ưa ăn vụng hơn gái á, tại sao hả? Thứ nhất là con gái biết nấu ăn, không có cần ăn vụng. Okay. Phải không nè? Mình biết nấu ăn, mình ăn đường hoàng. Yeah, đường hoàng. Phải không? Thứ hai đó là Thứ hai đó là
cái cổ của con gái đâu có bị mắc nghẹn đâu, đâu có cái cục ở trong cái cổ đâu. Con trai ưa ăn vụng á, biết không, nó ưa ăn vụng á, nuốt chưa kịp ông thầy dây xuống sao vội dạ nuốt sao cái cục nó mắc nghẹn ngay cổ cục nó mắc nghẹn ngay cổ. Không tin nhìn thử coi, đàn ông trai lúc nào cũng có cái cục mắc nghẹn ngay cổ đó là cái tội ăn vụng, biết không, đó là cái tội ăn vụng bị trời phạt đó, đúng không nè, hả, đúng không nè không tin, không tin no ở cổ á, ok ở cổ á, không có được tưởng tượng thêm, ok quýnh đi chết bây giờ, đứa nào mà tưởng tượng bậy bạ bổn cô nương sẽ cho 2 trứng 1 vịt lộn liền á nha. Okay. Rồi bây giờ trả bài nha, trả bài là ngày nào cũng phải vô kể chuyện, kể chuyện vui cho các anh chị học hết trơn á, chán thì thôi, này kêu bằng thiếu nợ từ 10 kiếp trước chứ chứ đâu phải kiếp trước đâu, thiếu nợ các anh chị 10 kiếp trước mà phải, mà mình start first, anh chị start world first. Ok rồi bây giờ trả bài nè, bây giờ ai phải lên ít nhất nha, nói cho nghe nè, ít nhất là 3 người phải lên trả bài á, nếu không là tụi mi nhảy lên giường ngủ tiếp sáng buồn ngủ thì thôi đi, mà phải lom cơm ngồi dậy, tại biết, tại biết mấy cục nợ đang đang đòi, đang chờ đòi nợ, nó phải lom cơm ngồi dậy ít nhất nha, ít nhất là 3 người phải trả bài mình mới học bài mới, còn không nó là bổn cô nương nhảy lên giường ngủ nữa đó, khi ngủ tiếp đó, cho nó khỏe cho nó khỏe, trời lạnh nữa, sáng trùm mền là số 1, ngày nào mà không vô đây ha, cái sao sáng thì mình giật mình vậy, ồ nhớ hôm nay mình không có vô, không có cần vô, sao trùm mền ngủ tiếp sướng thì thôi á, khi nông dân ân cần bán cái qua cho người khác, nông dân ân cần gọi vô cho Tiểu My đi trả bài nè, thế nông dân ân cần nhúc nhích hả, nhúc nhích I see you moving, okay. So you phải lên trước. Nông dân ân cần. Lên đây trả bài, lên đứng trên bảng trả bài nha. Lẹ lên. Nguyễn chào Tiên Võ. Nguyễn Thanh Bình nữa nè. Ai mà nhúc nhích là tụi mày kêu. Ai mà nhúc nhích là tụi mày kêu. Không được đọc. Ok, mình đọc quá trời quá đất luôn rồi. Không được đọc nữa. Bây giờ phải nói chứ không được đọc. Ok. Giờ mở bài đó ra đi, mở bài ra đi, please. Yeah, phải kể lại Giang. Bây giờ Giang. Ai nhúc nhích là Tiểu My cột gọi liền, Giang gọi vô Skype cho Tiểu My đi. Rồi nụ cười hồng là kế nha. Gửi si tình hả? Gửi si tình mới vô room với Tiểu My hả? Today is the first time you in this room with me. Thiệt hả? Hết si tình chưa? Hả? Mà đòi học hết si tình chưa? Okay, let me open the nụ cười hồng cũng mới vô hả? Hả? Xạo Snowdrop đâu phải mới đâu. Nhớ cái nickname này lâu lắm rồi mà. Xạo. Không tin. Thôi đi đừng có làm bộ thấy Tiểu My. Làm bộ thấy Tiểu My cười cười chứ trong bụng đang giận ấy nha. Okay. Cười cười chứ trong bụng đang giận các anh chị á. Ít nhất là 3 người phải trả bài mình mới học cái mới, ok, that's the deal, that's the deal là gì các anh chị ha, vô nghe nghe anh chị vô học chứ không phải vô nghe, có bao giờ, có bao giờ các anh chị được vô lớp ngồi nghe không có bao giờ các anh chị được vô lớp ngồi nghe không vậy hả, ha, answer me please.
Ok, bài đó đâu rồi? Where it chose ESL. Oh, right here. Chờ trong con cái con. Wait, xem chờ. Làm gì hả? Các anh chị không biết làm gì hả? Thí dụ như cái đoạn này. Ok, Tiếng My cho cái chỉ một tuần lễ, right? Ví dụ như cái đoạn này mình phải kể là một cách vắn tắt, ok? Sam nó thì làm việc, I mean Sam nó ở tại sở làm, nó làm cho một cái hãng xe, nhưng mà ông ta không có chế tạo xe, ông ta làm việc trong văn phòng, ông ta sử dụng computer and trả lời điện thoại. Ông ta bắt đầu làm việc lúc 9 giờ. Điện thoại nó reng. Đó là một cái người bán hàng gọi vào. Very good, young. Bravo. I give you the rose first, okay? For young. Hello. Okay, 1 minute, please. Hold on. And ông ta... Okay, mute. Bên bên à miêu bên à thao thoát đi giang please. Em biết rồi ạ. Ok, cảm ơn. Ok. No, you still. No. Mất cỡ à. Mất cỡ. Nghe cái tiếng mình nghe nghe mất cỡ thì thôi á. No. Mưu chưa? Mưu rồi các bạn. Ok, bây giờ mới thật sự là rồi á. Ok. Đâu, em say từ đâu mà. You're right. Hồi nãy chưa? No, không thua. Không có được cãi với thầy cô, thua là cái chắc đó nha. Ok, ok. Ok, let me continue. Ông ta muốn muốn biết cái tên của ông chủ, right? Ông chủ, cái người bán hàng đó muốn biết cái tên của ông chủ của Sam á, of course, đâu phải ông chủ của người bán hàng đâu. Rồi Sam nó nói là không phải ông boss, không phải là ông chủ. Ông ta muốn biết cái tên của ông sếp của Sam, okay? Rồi Sam nói với cái người bán hàng là cái ông chủ đó nó tên là Mr. Wellington. Không phải nó tên mà nó được gọi là Mr. Wellington. So các anh chị phải thu gọn, nói tóm gọn lại cái đoạn này. Nói cái gì? Khá như vậy. Rồi bắt đầu nha. Các anh chị sẽ nghe Giang kể nè. Mời Giang nha. Let's start. Cười. Nghe Giang kể chuyện hấp dẫn nha. Ok, rồi, Giang bắt đầu đi, please. Sam works in an auto factory. But he doesn't make automobiles. He uses a computer and answers the telephone. He wants to know the name of the boss. Then tell him that the boss is called Mr. Wellington. Okay, stop right there, please. You didn't mention that what time Sam started to work, because you know the story happened at that time. So you know, you have to mention that too, right? Tại vì phải không? Tại vì cái 9 giờ, cái chuyện nó xảy ra lúc 9 giờ. Thành ra cái đây là một cái điểm quan trọng mình phải nói lên, phải không? Không, để cho người ta biết là cái câu chuyện, cái sự việc nó xảy ra lúc nào, hồi nào, right? Yes. So you should mention that that factor too, okay? Cái yếu tố đó. Okay. Yes, I do over. Okay, yes, start over, please. Yes. Sam works in an auto factory.
but he doesn't make automobiles. He uses a computer and answers the telephone. The telephone rings at 9 a.m. It is a salesman. Wait, wait. He wants. Wait, wait. The telephone what? Ring at 9 a.m.? Why don't you just say, why don't you just say Sam is working, Sam is starting work at 9 a.m. What? Is the telephone rings, and the telephone rings. You, yes. Okay. Yeah, go on please. Nghĩa là Sam nó bắt đầu làm việc lúc 9 giờ khi mà cái điện thoại nó reng, right? I, anyway, yes. Accept your statement then. And go on please. Yes. Sam starts work at 9 a.m. The telephone rings. It is a salesman. He wants to know the name of the boss. Sam tells him that the boss is Mr. Wellington. Okay, let's see. Can chị cũng work nha, please. Bốn cái câu này, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, năm cái câu này, mình có thể mình thu gọn lại hai câu được không? Sam nó bắt đầu làm việc lúc 9 giờ, mình có thể mình nói là Sam nó làm việc lúc 9 giờ, lúc 9 giờ, and then, I mean, hồi nãy, chúng mình nói gì quên rồi. Sam nó, Sam start work, Sam start work at 9 o'clock. Is the telephone ring? And no, Sam start work at 9 o'clock, and the salesman's calling and wants to know the name of the boss, which is called Mr. Wellington. Đúng không? Có nghĩa là yes. Sam nó bắt đầu làm việc lúc 9 giờ. Và cái, có một cái người bán hàng gọi vô và muốn biết tên của ông boss, tên của ông boss và cái điều đó, và tên của ông được gọi là Mr. Wellington. I don't know. Yes. Khá như vậy. Okay, we move on to the next paragraph then. Và mình tiếp tục đoạn kế nha. Đại khái là mình làm gì đó các anh chị. Thí dụ ở trong bài, ở trong một đoạn nó có 4 5 câu, 5 6 câu, mình ráng thu gọn lại thành một hai câu, càng ít càng tốt. Nhưng mà phải mention những cái điểm quan trọng ra. Okay, let me translate it into Vietnamese first so you understand what's going on. Lúc 11 giờ Sam nó nghỉ để uống cà phê. Câu này nghĩa là gì đó? Và lúc 1 giờ ông ta ăn trưa. Ông ta ngừng cho ngừng để uống cà phê mỗi lần nữa lúc 4 giờ chiều. Và lúc 5 giờ còn một tiếng nữa, bây giờ là 5 giờ, còn lúc đó là 5 giờ còn một tiếng nữa xem nó có thể đi về nhà. Thình lình cái điện thoại reo và một người muốn biết tên của muốn nói chuyện và muốn nói chuyện với ông Wellington một cách khẩn cấp. Yes. Ace a salmon drinks. No, phải ace a salmon drink that. Không nói là drink mà nói là calling. Okay, calling. Okay, now, Yang, could you continue, please? Yes. At 11 o'clock, Sam has a coffee break. At 1 o'clock, he has lunch, and he stops for another coffee break in the afternoon. And 6 o'clock, he go home. The person calling, suddenly, the person calling. He wants to
recently. Okay, now stop right there, please. Okay, get 1, 2, 3, the first three sentences, the first three next sentences. We can squeeze into one sentence. Được không? Mình thay vì mình nói ba câu, hai câu, mình chỉ nói một câu thôi, phải không? Same stuff for a coffee break two times at 11 and 1 o'clock. I mean 11 and 4 o'clock, right? Được không? Xem nó nghỉ, phải không? Yes. Right? And it's 6 o'clock, there's the telephone rings and that's a person who wants to speak to Mr. Wellington. So cả đoạn này mình thâu lại thành hai câu. Phải không các anh chị? Yes. Okay. Could you repeat your sentence, please? Your statement, please. The whole paragraph, for the whole paragraph. Ah, Giang nha. Sam is coffee break for two times at 11 and 4 o'clock. Các anh chị có câu nào hay, các anh chị cứ post ra ngoài room hoặc là comment Skype then say your statement, okay? Okay, and he okay. What Giang lặp lại cái đoạn của Giang đi, lặp lại câu của Giang trong cho cái đoạn này đi please. Yes. Sam has coffee break two times at 11 o'clock and 4 o'clock. It is 6 o'clock. Sam go home. Suddenly, the telephone. Suddenly, the person calling. He wants to speak to Mr. Wellington urgently. So, what time is that happen? 6 o'clock. No, I don't think so. It is 5 o'clock. In 1 more hour, in 1 hour, Sam can go home. Phải không? Bây giờ là 5 giờ. Giờ 1 tiếng nữa, in 1 hour, có nghĩa in 1 more hour đó. 1 tiếng nữa Sam nó có thể đi về nhà. Nhưng mà thình lình cái điện thoại nó reng. Đâu có nói là Sam nó điện thoại reng lúc 6 giờ đâu. Phải không? It is 5 o'clock. It is 5. Yeah, nếu mà nói là cái điện thoại nó reng lúc 6 giờ thì đâu có cần mention it is 5 o'clock đâu. Yes. Do you agree? Yeah, phải không? Nếu mà nói là yes. Cái câu chuyện nó cái điện thoại nó reng lúc 6 giờ thì mình đâu có cần mention it is 5 o'clock, phải không? Yes. Yeah, thành ra mình phải separate nó ra. 5 giờ chuyện gì, 6 giờ chuyện gì? It is 5 o'clock. The person calling, he wants to speak to Mr. Wellington urgently. Yes, okay. And you missed the factor that that what time Sam can go home. Yes. Nếu nói như vậy thì thiếu cái yếu tố là Sam nó đi về. Tại vì
muốn nhấn mạnh cái sự việc bây giờ 5 giờ còn chỉ còn tiếng nữa là xem nó đi về rồi, là chuyện đó nó xảy ra, phải không? Thành ra mình phải mention cái vấn đề đó lên luôn. Two times. No. Did you go home and but at 5 o'clock there's các anh chị khác có thể post câu của mình ra nha. There's there's a person. Calling and one and want to speak to whom? To Mr. Wellington, to Mr. Wellington urgently. How about this? Somebody's coffee break for 2 times at 11 and 4 o'clock. You can go home at 6, but at 5, there's a person calling and want to speak to Mr. Wellington urgently. Được không các anh chị? And I miss cái chữ he. Okay. And he wants. Okay, phải có cái chữ he mới nên đúng. Đồng ý không các anh chị? Oh. Xem nó có cái nghỉ để uống cà phê 2 lần. Một lần lúc 11 giờ. Có nhiều khi mình nói, cái cách nói tiếng Việt nó khác như cái cách nói tiếng Mỹ. Thành ra nhiều khi mình thâu gọn lại như vậy. Anh chị đồng ý không nào? Cái đoạn này mình thâu lại thành 2 câu. Thế thâu lại thành 2 câu. Nó thường thường mình được 2 lần nghỉ break time. Một lần buổi sáng và một lần buổi chiều. Bên Mỹ này là đi làm là gì đó, phải làm suốt 8 tiếng, nhưng mà trong 8 tiếng đó actually nó có mình làm suốt 9 tiếng hay là 9 tiếng rưỡi hay là 8 tiếng rưỡi. Mình ăn trưa hoặc là nửa tiếng. Ở dưới floor thường thường ăn trưa nửa tiếng, còn trên office thì họ take 1 hour, 1 tiếng. Và trong đó là ăn trưa. Rồi trong ngày mình có 2 lần nghỉ, 2 lần break time. Một lần là buổi sáng thường thường 10 giờ 11 giờ và một lần buổi chiều thường thường 2 3 giờ. Thấy như vậy. Ok, các anh chị có ai có cái gì hay hơn không? Đây là cái câu 1 2 3 4 5 6 7, 7 câu mình thâu gọn lại thành 2 câu thôi. Chị đồng ý không nào? Yes. Bây giờ mình move on to the last one. Okay, the last period. Okay, let me translate this into Vietnamese first. Nhiều khi mình phải hiểu mình mới làm được. Okay. Okay. Sam nói là Sam nó nói là ông Wellington thì bận rồi. Tên của tôi là Sam. Tôi có thể giúp gì cho ông không? Cái người gọi vô thì giận. Ông ta nói tôi phải nói chuyện với ông Wellington. Và ông Wellington biết tôi gọi vô về vấn đề gì. Và tôi cần nói chuyện với ông bây giờ. Sam nó từ chối chuyển cái điện thoại cho ông Wellington. Cái người gọi vô càng giận hơn. Và ông ta nói ông ta sẽ viết cái thơ cho ông Wellington để phàn nàn về Sam. Sam nó mỉm cười. Wellington chỉ là một cái con mèo thôi. Okay. Con mèo nhân tạo thôi. Và mình dịch như vậy đó, con mèo nhân tạo.
Okay, now your turn, Yang. Yes. Sam says, Mr. Wellington is busy. My name is Sam. Can I help you? The caller is angry and says, I must speak to Mr. Wellington now. He knows what I am calling about. Sam refuses to put the call through to Mr. Wellington. The caller is even more angry and says he will write to Mr. Wellington with a complaint about Sam. Sam smiles. Wellington is the factory cat. Are you reading or are you telling the story? I give you a whole week to do this. Okay, now các anh chị khác mình họp với nhau, mình thâu gọn cái đoạn này. Mình có một câu, hai câu, ba câu, bốn câu. Năm câu, sáu câu, bảy câu, tất cả. Thử coi các anh chị nào thu gọn lại thành ít nhất là một hai câu. Xem nó bận rộn, xem nó bận rồi. Tên của tôi là Wellington. Có nhiều khi mà mình kể là mình không có cần lặp lại nguyên cái câu đó, từng chữ của cái người kia nói, thì mình chỉ nói gọn lại thôi. Sam nói là ông Wellington thì nó bận rồi. Tên tôi là Sam. Can I help? Tôi giúp gì cho bạn không? Khá như vậy. Người kia nói. Em nói các anh chị làm đi, please. Bây giờ để coi nha. Ok, nguyên cái này không hiểu ý hả? Khó quá hả các anh chị? Nếu mà khó quá thì chúng mình sẽ bỏ qua cái phần này. Thế okay. Cái phần thuật lại cái phần cuối cùng là cái phần thuật lại. Khi mà các anh chị thuật lại có nghĩa là các anh chị đang nói tiếng Anh rồi, phải không? Đang speaking, phải không? Yeah, nghĩa là mình thuật lại, mình tóm gọn lại cái câu chuyện đó một cách ngắn gọn, càng ngắn càng tốt. Các anh chị có thấy upset hay là có thấy là not comfortable khi mà một người đứng đó kể lại cho mình một cái câu chuyện gì đó mà kể rất là chi tiết không? Sáng sớm tôi đi làm, tôi sửa soạn, tôi đi làm ra tới đường, tôi nghe cái tiếng gì đó rồi tôi chạy lại, tôi thấy cái người này làm cái này, người kia làm cái gì. Just tell me what happening, okay? Phải không? Kể cho tôi chuyện gì xảy ra thôi, đâu có cần kể là tôi thay đồ, tôi đi làm, tôi đi ra khỏi nhà rồi tôi đi tới cái đường đó rồi. Oh my god, I want to hear that, right? Phải không các anh chị? Đồng ý không nào? Mình đâu có giờ đó mà mình đứng mình nghe, mình trả lời đó còn coi cho rồi. Đợi cái người này kể mất giờ quá. Phải không các anh chị? Rồi khi mình thuật lại một cái chuyện gì đó mình đáng nói cái điểm chánh thôi, đâu có cần kể chi tiết đâu, phải không? Right? Okay, again, so try to finish this. Bây giờ mình nói gì? Giang nha. Ông Wellington ổn bận rồi, tên tôi là Sam, tôi có thể giúp gì cho bạn không? Rồi người caller giận, ông ta nói tôi phải nói chuyện với ông Wellington và ông ấy biết là tôi gọi vô về chuyện gì và cần nói chuyện với ông ta. No. Okay, thành ra cái I must speak to Mr. Wellington and I need to speak to him now. Hai cái câu này mình không có cần lặp lại, mình tóm gọn là một câu thôi. He want to speak to Mr. Wellington.
That's it. Hai câu đó mình chỉ không cần cần lặp lại. He angry and want to speak to Mr. Wellington. Đại khái như vậy. Okay, Sam say Mr. Wellington is this Sam say his name is Sam. He say his name is Sam and he want Sam say his name is Sam and Mr. Wellington is busy. Hai cái câu hai cái này mình theo gọi lại một câu. Mình không có bỏ những cái điểm quan trọng nha. Sam say his name is Sam and Mr. Wellington is busy. Tại vì mình đã nói say rồi, thành ra cái câu mà Wellington and Sam say okay. His name is Sam and Mr. Wellington. Giang có thể Giang đánh cái câu hay nói cái câu của mình ra cũng được, ok? So Wellington is busy. Is busy. And the color. The color. And the color. Is more angry, is angry and one to speak to Mr. Wellington. Các anh chị. Okay, let's see. The caller is angry when Sam say Mr. Wellington is busy. Then Sam say, my name is Sam. Can I help you? Okay, Sam say his name is Sam and Mr. Wellington. Okay, he say his name is Sam. Tại vì ở phía cái đoạn trên mình biết I say rồi. Mình không có cần lặp lại Sam, okay? He says his name is Sam and Mr. Wellington is busy. And the caller is angry. Bỏ chữ and đi nếu mà mình có cái period. The caller is angry and want to speak to Mr. Wellington. Một câu, hai câu, ba câu. Thành ra bốn câu này mình thâu gọn lại thành hai câu, phải không các anh chị? Yes. No, 5 câu luôn, 5 câu. Okay. Thành ra mình không có bỏ cái điểm nào hết. I missed the right? No, 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 no. Okay, nếu mà cái này mà nó khó quá thì để mình sẽ bỏ qua cái phần này cho các anh chị nha. Okay. Mình học là mình thảo học everything. He sent me to web. Oh no no. No, my sentence here. Để Jimmy post lại câu của Jimmy nha. 5 câu mình thâu gọn lại thành 2 câu. Okay. He says his name is Sam. And Mr. Wellington is busy. Có nghĩa là Sam nó nói là tên của nó là Sam và ông Wellington thì bận. Okay. And what else? The caller is angry and want to speak to Mr. Wellington. Bỏ chữ Andy.
Hồi kia rồi Tiểu My nói rồi, mình muốn thuật lại một câu chuyện ngắn gọn thì mình dùng những cái chữ như là chữ and, chữ then, chữ after, chữ first, chữ afterward, chữ second or chữ the last. Để ví dụ như vậy, mình dùng những cái and đó để mình nối câu lại với nhau. He say his name is Sam and Mr. Wellington is busy. Có nghĩa là Sam nó nói là cái tên của nó là Sam và ông Wellington thì bận rồi. And the cái người gọi vô đó thì giận và muốn nói chuyện với ông Wellington. Ok, ok anh chị. Thấy cái này mình thâu tất cả nó có 5 câu, mình thâu gọn lại thành 2 câu mà thôi. Đấy. Thế chị thấy nó có 5 câu. Oh, I miss the, can I help you? He says his name is Sam and Mr. Wellington is busy. Sam says his name is Sam and he wants to help him. Right? Yeah, là rút gọn lại đó. Rút gọn có nghĩa là kể lại một cách gọn ghẽ đó các anh chị. Thế. Okay. Rồi, còn gì nữa? Bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ tới cái ok, now cái phần cuối này mình cũng có thể mình thâu gọn lại nè, rồi rút gọn lại nè. He knows what I'm calling about and I need to speak to him. No, no, no. Mình đã ok. And the caller say Mr. Wellington know what he calling about. And mình bỏ cái phần mà I need to speak to him now, tại vì ở trên mình đã nói rồi, mình không cần mention cái đoạn này, cái câu này nữa. The caller say Mr. Wellington know what he's calling about, right? But Sam refused to put the call to Mr. Wellington. So the caller, mình dùng những cái liên từ đó để mình nối lại với nhau. So the caller is more even more angry and say he going to write to Mr. Wellington. Roy Sam smiles and he know that Wellington is just a factory cat, right? Mình dùng những cái liên từ mình nối lại, khi mình nối lại, thấy không các anh chị? Cái phần cuối này đó Tiến My cho các anh chị đến một tuần, các anh chị viết xuống bằng tiếng Việt trước đi, ngắn gọn nó dễ hơn là các anh chị suy nghĩ bằng tiếng Anh rồi các anh chị viết xuống, nó khó hơn, nó mất giờ hơn. Các anh chị viết xuống bằng tiếng Việt ngắn gọn rồi từ đó mình dịch ra tiếng Mỹ, rồi xong rồi mình chỉ cầm cái bài mà mình làm mình đọc ra thôi. Ok, mình đọc ra thôi, rất là dễ các anh chị. Ok, Yang, now, you want to say something? Hello, cô. Oh, Yang đâu mất tiêu rồi. Yang off rồi hả? Ok, miễn chào nông dân ân cần. Ok, yeah, đúng rồi đó. Okay, nông dân ân cần, now your turn now. Could you tell us a story about Sam? Yes. Sam was in an auto factory. He was in the office. At 9 a.m, a salesman calls him and he wants to know the name of the boss. Sam tells him that the boss is called Mr. Wellington. Sam has coffee break on 2 times. At 11 and 4 o'clock. At 1 o'clock he has lunch. It is 5 o'clock. In 1 hour Sam can go home. Suddenly, someone calls and wants to speak to Mr. Wellington urgently. The caller is angry when Sam says, "My name is Sam and Mr. Wellington is busy." The caller is even more angry when Sam refused to put the call through to Mr. Wellington. Finally, he says,
He will write to Mr. Wellington with a complaint about Sam. Sam smiles. Wellington is factory cat. Ok, mình không có nói là the caller is more angry when Sam refuses. Nói như vậy là nói giống như nói tiếng Việt mình dịch ra. Because mình dùng cái chữ because rather than when nha. Cái người gọi vô nó giận tại vì okay, tại vì Sam nó từ chối đưa điện thoại chuyển điện thoại cho ông Wellington. Mình không có nói là cái người caller giận khi mà Sam cái chữ when đó là nó more action hơn, nó chỉ cái hành động nó more action hơn. Ví dụ như là she coming, I mean I am having dinner when she come. Thành ra thấy không, cái chữ when she comes đó thì nó more action hơn. Nông dân hiểu phải không? Thành ra mình phải mình cái hành động mà angry nó không có action. Cái angry, Sam is angry, cái hành động is là động từ to be. Động từ to be thường thường nó không có action, nó chỉ diễn tả cái manner, cái cảm xúc thôi, chứ nó không phải là diễn tả một cái action, phải không? Tại vì mình nói Sam is angry chứ mình đâu có nói Sam angry đâu. Angry không phải là động từ, phải không? Trong khi đó go mới là động từ, hay là ăn. I am eating dinner when she come, phải không? Rồi cả hai động từ nó đều là action, eating and come. Còn cái động từ to be nó không có action. So mình phải dùng cái chữ because rather than cái chữ when, right? And cái ở phía câu cuối Sam smiled and Wellington is a factory cat. Ok, mình phải cắt nghĩa tại sao Sam nó smile, phải không? Dạ. Thành ra mình có gọn, thay vì mình nói hai câu mình gom lại một câu thôi. How do you do it? How do you do it? Sam smile because Wellington is just the factory cat. Đó, một câu thôi. Right? Dạ. Tại vì nếu mà mình nói hai cái này mình thu gọn lại một câu mà nó không có cái period thì người ta có cái câu này nó không có make sense. Đấy không? Tại vì mình thu gọn lại một câu, một là phải có dấu phẩy, hai là phải không, đồng ý không nào? Còn nếu mình có cái dấu chấm period là mình coi như là hai câu. Nhưng mà thay vì cái dấu phẩy thì tại sao mình không có nói là because, mình cắt nghĩa ra. So smile for Wellington is just the factory cat. Cái điểm chính là mình làm sao mình thu gọn lại càng ít câu càng tốt. Okay, could you repeat your statement, please? Okay, bây giờ nông dân làm lại nha, từ đầu nha, anh nói chậm rãi cho các anh chị, okay? Coi cái câu này nông dân làm được, đoạn này nông dân làm được mấy câu? Bắt đầu trở lại nha. We start. Okay, I'm sorry. Sam is at work. He was in an auto factory. Auto, chứ không phải auto nha. Auto. Auto factory. He was in the office. At 9 a.m, a salesman calls him and he wants to know the name of the boss. Sam tells him that the boss is called Mr. Wellington. Sam has coffee break for two times at 11 and 4 o'clock. At 1 o'clock, he has lunch. It is 5 o'clock. In 1 hour, Sam can go home. Suddenly, someone calls and wants to speak to Mr. Wellington urgently. The call is angry because Sam say, my name is Sam and Mr. Wellington is busy.
The caller is even more angry. Ở đây mình nói thêm because nữa hả cô? À, cái câu ở trên đó mình đâu có nói chỗ because ngay chỗ đó đâu. You said that the caller is angry because Sam say his name is Sam. Mình khi mà Sam nó nói tên của nó là Sam, cái the caller đâu có giận về cái vấn đề đó đâu, phải không? Đồng ý không nào? The caller giận khi mà Sam nói là Mr. Wellington bận rồi. Yeah, nhưng mà you say that the caller is angry because Sam say his name is Sam and Mr. Wellington is busy. Actually the caller đâu có giận về cái vấn đề mà Sam nó nói tên của nó là gì, phải không? Coi lại đi. Yeah. You say that, phải không? Yeah. Thành ra mình phải bỏ cái yếu tố là Sam, he said his name is Sam, bỏ cái yếu tố ra đi. Okay, mình chỉ nói cái yếu tố ở phía sau, tại sao mà cái người gọi vô giận, giận là tại vì Sam nó từ chối đưa cái điện thoại. Right? Phải không? Dạ. Phải không? Đồng ý không nè? Ủa, không biết đọc tiếng Anh hả? Anh nhà nghèo biết đọc hả? Vậy anh nhà nghèo giơ tay lên đọc nha, em bị dở lắm á. Okay, now, could you repeat your statement, please? Sam says, Mr. Wellington is busy. My name is Sam. Can I help you? The caller is angry. He says, I must speak to Mr. Wellington. He knows what I am calling about and I need to speak to him now. Sam refused to put the call through to Mr. Wellington. The caller is even more angry. He says, he will write to Mr. Wellington with a complaint about Sam. Sam smiled because mình thấy cái because bằng chữ for cũng được. For Wellington is the it's just the factory cat cũng được phải không? Cái chữ for cũng có nghĩa là before. I mean because, right? Before Mr. Wellington is just in the cat factory. Just in the factory cat. I mean for not mean before because too, okay? I misspelled right there. Because, okay? Ví dụ như là I need money for the book, for my book. I need money for my books. Có nghĩa là I need money because I want to buy a book, to buy books. Cái như vậy. Sometimes mình dùng chữ for cũng thế cho chữ because. And sau cái chữ for thường thường nó sẽ là during hay là nó sẽ là now clause. And during ở đây nó function as a now too, right? For my book hay là for buying a book, cái như vậy. Đồng ý không nào? Yes. Okay, how was this, các anh chị? Các anh chị nghĩ cái câu chuyện của nông dân good không? Được không? Yeah, I think you do very good job. Nó cũng còn hơi dài dòng chút xíu nhưng mà just the first time I accept it, I buy it anyway. Okay. Okay, cảm ơn nông dân. Thank you, cô. Yeah, and thank you very much. Okay, rồi còn một người nữa. Cảm ơn Giang nè, anh nông dân nè, còn một người nữa. Okay, nông dân, that's it. Thank you very much. Hey, còn một anh chị nữa. Gọi vô đi, nói cái chuyện đi, rồi mình sẽ học bài mới. That's the deal, right? Let's see. Anh chị còn một người nữa. Anh nhà nghèo nè. Yeah.
Nghèo mà còn bày đặt chê người ta nữa. Muốn cái chết bây giờ. Nghèo không lo phận nghèo của mình, mà đặt chê người ta. Anh nhà nghèo gọi vô cho Tiểu My đi, please. Gọi vô đọc tiếng Anh đi. Hả? Ngồi im ru kìa. Anh chị nghe Tiểu My nói không vậy? Hả? Em giàu hả? AA11AA Kevin. Kevin, would you call me this time and tell your story? Yeah, Kevin. Người đẹp muốn là trời muốn kìa. Người đẹp giang muốn Kevin gọi vô kìa. No, không được đọc, mình đọc nhiều quá rồi. Đọc nhiều quá rồi. Đọc sai, anh con nhà nghèo cười chết. Không cho đọc nữa. Trong lúc mình kể chuyện có nghĩa là mình đọc rồi, phải không? Phải không? Yeah, ai gọi vô cũng được hết trơn. Tiếng mình cần ít nhất là một người nữa mình mới qua bài này, ok, mình mới cái bài này mới pass. Không có gì để kể ha. Kể lại cái câu chuyện này nè, kể lại cái câu chuyện Sam Jobs nè. Kể lại cái câu chuyện này nè. Ok, my HB gọi cho Tiểu My đi please. My nickname is Sky is Tiểu My 7. Nín chào ba má. Hả? Cái gì ba má? Trời, không bắt Tiểu My gọi bằng ba má. Nín chào ba má. Obama phải không? Các chị nghe không vậy? Nghe mà phải không? Ok, my HE gọi vô cho Tiểu My đi please. Obama. Yeah, còn chữ V là gì? Còn chữ V là gì? Còn chữ V là gì? Mến chào Cương trời. Yes, HP Hoàng Bính nè. Rồi, Hoàng Bính nha. Could you tell your story? Yeah, hi, tell me. Hi, how are you doing today? I'm working in Taiwan. What? You working? Yeah. Oh, you working? Where are you living? Yeah, I'm living in Hanoi. Oh, you living in Hanoi. Okay, in Hanoi. In Hanoi, yes. No, So, khi mà mình mention một cái city bằng tiếng Việt thì mình phải nói rõ ra Hà Nội chứ không Hà Nội. phải Hà Nội. Oh, Hanoi. oh my God. Việt Nam Yeah, mình phải okay. nói là I'm living in Việt Nam chứ không phải in Việt Nam. Ok, không được bắt chước như Mỹ, tại vì Okay. cái chữ đó là chữ tiếng Việt thì mà mình là người Việt mình phải mention rõ ra I'm living in Yeah, okay. So I do Hanoi. that as I often use this for some to some foreign car people. So Okay. it's my habit. Oh, that's your. Okay, now, Yeah. could you tell us a story about Sam's job? What's going on? And what the story about? You now I will read here. Okay. You read? No, I don't accept it. Oh my God. Yeah, here the first time again I come to here. Okay, I give you a chance to do it then. Yeah, you can read this, please. Okay. Sam is at work. Sam, He works wait, Sam chứ không Sam. phải Sam, Sam. Sam. Mình đâu Sam có đọc is cái at này work. là I am đâu. Mình đâu có đọc này là I am đâu. Phải không? Mình đọc là I Yeah. am. So Sam. Sam is at work. He works in auto factory. But he doesn't make automobile. He No, works in wait. Automobiles. automobile. Auto. Auto. Automobile. It's okay? Yes, He người Mỹ họ đọc là auto. Người Anh thì đọc là auto cũng được. Okay. Yeah.
Nhưng mà After, after. mobile, mobile chứ không phải mobile nha. Đâu phải là bike đâu. Okay, đâu phải là bike. Yes. Mobile, chữ L mà âm L phải phải cong lưỡi, bill l. Okay. So Bear, automobiles. bear, Yeah, bill. yeah, are the bear, automobile. Go on, It's please. okay. Yeah, go on. He works in the office. Wait. He is Wait, 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 a wait, wait, wait. Không có được nối chữ. Có chữ S mà chứ đâu phải chữ K for at the end đâu. He works in, phải đọc rõ như vậy. He Even works in. right, He works even in. không có chữ 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 S đi. Without the S, you should not connect the two words together. Yep. He work in. I work in. Chứ đừng nói I work Yeah. in. Cái okay, không được nói là Yeah. work in. Đừng có chừng nào mà mình nối chữ cũng được, nhưng mà mình phải biết nối cho nó đúng, nối chữ cho nó đúng. Yeah. Còn bằng không mình cứ separate, mình cứ tách nó ra thì không ai bắt lỗi mình được hết trơn. Okay. Yeah. Yeah, okay. Yeah, he works in, rõ ràng như vậy chứ không phải he working. Yeah. Okay. Yeah, okay. He works in the office. The He, office, the. the office. Yeah, la lưỡi ra He the. is the office. He is the computer No, and wait, 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 answer. wait. Uses. 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 Yeah, uses. The computer Đâu phải yêu. and Wait, wait, wait. Yêu, đâu phải yêu đâu. Là use. Use. you Yeah. you Yeah, uses. Chứ không phải use it nha. use That's right. he uses a computer and answer the telephone. Some staff work at Không được, không không 9 a.m. không không được nói chữ please, không được nói chữ work at. Nói rõ ràng như vậy chứ không phải work at nha. Work at. Yeah, okay. some stars work at 9 a.m. The telephone rings. It is a salesman. He wants to know the name of the boss. Sam tells him that the boss he called Mr. Wellington. Okay, And he wait. Tại sao mình không nên nối chữ? Thấy rõ hai cái này, hai cái nghĩa nó khác. Khi mà mình nói là I working thì người ta nói là mình nói sai văn phạm, đồng ý không nào? Mình phải nói I'm hay là I am. Phải không? Working. Thành ra lúc này mình mới nói là working. Còn bình thường thì mình phải nói rõ ra là I work in, right? I work in. Yeah, I work in. Nếu mà mình mà nối chữ người ta nghĩ là mình nối tiếng bồi, là tại vì mình nói sai văn phạm. Một là mình nói I'm có nghĩa là I am. Hai là mình nói I am working. Thấy không? Nói rõ ràng như vậy. Okay. Cái work khác cũng vậy nữa, work khác cũng vậy nữa, không có được nói work khác. Phải nói rõ ràng ra work at, work at. Okay. Okay, next one, next paragraph. So maybe the teacher in the class often teach me that, so I often use No. this Okay, way. no. Các anh chị muốn theo thầy cô của các anh chị thì cứ theo đi. Okay, I don't mind. You shouldn't tell me that. Okay, tỉ mỉ tí chia sẻ vậy thôi. Okay. I want to learn here so that I can follow you. Okay, anyway, trong giờ tập đọc Hoàng đến phải vô nha. Okay, giờ này không phải là giờ tập đọc nữa, but I give you a chance anyway. Cho Hoàng biến cần một cơ hội, nhưng mà lần tới không có cho nữa, okay? Không có cho cơ hội. Giờ này không phải giờ tập đọc nha, các anh chị gọi vô là phải kể chuyện chứ không phải tập đọc. Giờ này là giờ speaking, giờ nói chuyện chứ không phải giờ reading là giờ đọc. Okay. Now continue please. Continue. I mean, go on. Time passes to me Okay, actually wait. quite in the book.
Đợi là bế khởi, could you wait could you wait for your turn? Đợi tới phiên của mình đọc, đợi tới phiên của mình nha. Đợi là bế khởi please. Okay, now Hoàng Bính, could you continue please? Tiếp tục đọc đi Hoàng Bính. Okay. At the 11 o'clock, Sam has the coffee break. Sam. Không phải Sam. Sam. Sam has the coffee break. At the 1 o'clock, he has lunch. O'clock. He stops. O'clock. Chữ O. O'clock. 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 Không phải o'clock. He has. Okay, go on, please. Okay. He stops for another coffee break at 4 in the afternoon. In the afternoon. Yeah. It is 5 o'clock. 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 Yeah, không phải o'clock nha, o'clock. 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 Uh-huh. Yeah. In 1 hour, Sam là nói theo tiếng Việt. Sam can go home. Suddenly the telephone rings. The person wants to speak to Mr. Wellington. Urgently. Urgently, chứ không phải ớt nha. Urgently. Urgently. Yeah, mình kéo dài cái âm O ra. Urgently. Yeah. Go on, please. Some say Mr. Wellington is busy. My name is Sam. Can I help you? The caller is angry. Wait. Angry. Cái âm N. Angry. The caller is angry. Không phải airy, angry. Cứng chút xíu angry. 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 Uh-huh. He says, I must speak to Mr. Wellington. Speak. He knows. Wait. Speak. I must speak. That's right. I must speak to Mr. Wellington. He knows. What I am calling about, and I need to speak to him now. Sam refuses to push the car through to Mr. Wellington. The coroner is even more angry, and says he will drive to Mr. Wellington with a complaint about Sam. Sam smiles. Wellington is the factory cat. Sam smiles. Okay. Sam smiles. Yeah, you read very well. And thank you so much. Okay, next time nhớ trong giờ tập đọc vô nha. Yeah, I will try. I'm so happy when I can talk to you during this. Yeah. Okay, anyway, you do very good job and thank you very much. Yeah, have a good time. Thank you. Okay, next one will be Đời là bể khổ. What you want to do? What do you want to do? Yeah. Oh. You want to tell us your story, your own story? I want to read. Yeah, go on. Because I don't anything to. Because you're not ready, because this is your first time in this room with me or what? No. I try room to listen. But this is the first time I'm talk to you. That's right. I never been talking to you so far.
Okay, again, I give you a chance to speak to, I mean to read this. Yeah, this is the last person, okay? The last person who read this, okay? Đây là cái người cuối cùng đọc nha các anh chị, không không được lên đọc nữa, các anh chị phải kể chuyện. Okay, now let's start. Sam is at work. He works in an auto factory. But he doesn't make automobiles. No, no. Automobiles. Không phải automobile nha. Automobile. Okay, look, look. Wait, wait. Look, look, look at this one. Cái chữ này đó, thường thường cái âm y đó, ở phía sau mình không có đọc cái âm y. So the last ending is L. So mình sẽ đọc là bill. Right? Bill. Và mình chứ phải automobile nha các anh chị, không phải chữ, không có, không phải là âm k đâu mà đọc là chữ boy. Automobiles. Okay. Yeah. It was in the office. He used a computer. Wait. Computer. You stretch on the first one. You're supposed to stretch on the second one. Yeah, computer. Computer. And answered the telephone and stopped work at 9 a.m. The telephone then rings. It is. Đọc rõ là rings. Yeah, rings. Rings. Yeah. It is a settlement. Không phải, wait. Không phải salesman nha. Nó chỉ có hai âm thôi. Salesman. 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 That's right. Go on, please. He wants to know the name of the boss. Boss. Sam. Không có bấm môi chặt. Boss. Nói nhẹ nhàng thôi. Chữ B. Boss. Yeah. Boss. Boss. Có S. Boss. 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 Có S nha. Không có nghe ra âm. Đến hai chữ S luôn. Double S vô. At least we have to sound the S. Boss. Boss. Đâu có nghe cái âm S ở đó đâu. Oh. Boss. Boss. Okay, now. You got it. And go on, please. Sam helps him start the boss. Không phải the boss, không phải the boss. The boss, nó nhẹ nhàng thôi, boss. The boss. Almost, boss. Repeat please, boss. Boss. Âm S luôn nha, boss. Boss. You stop right after the O, it's not right. You have to stop after the S, boss. Boss. Không phải boss, không phải boss. 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 Okay, now. Get it. Go on, please. It called Mrs. Westington. It's called. Called. It's called. It called Mrs. Westington. Okay, âm D ở phía sau chứ không phải là âm T nha. Cord. Chứ không phải cord. Okay, cord. 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 Chưa nghe âm D. Okay, go on anyway. Cord. Yeah, cord. It's cord. Uh-huh. Now, go on, please. At 11 o'clock. 11. Eleven. You stretch on the first syllable. It's not right. It's supposed to stretch on the second one. Yeah, 11. 11. One. O'clock. Sam had a coffee break. Cái chữ này đó mình nên đọc là A. A B C D E F G A hơn là ở. A coffee break. A coffee break. At 1 o'clock. O'clock. At 1 o'clock. Right.
He has lunch. Good. He stopped for another coffee break at 4 in the afternoon. In the. Đứng And trước in cái the, nguyên âm mình đọc là the. Okay. But in the afternoon, it is 5 o'clock. Five. It's five word. Five. Five. Chứ không phải là five, nhưng không phải five, mà là five. Five. Uh-huh. In 1 hour, Sam can go home. Suddenly, the telephone rings. The person wants to speak to Mr. Wellington urgently. Urgently, chứ không phải nì nhé. Urgently, li, l. Urgently. Không phải nì. Li. Li. Yeah, li. Cái li đó, cái li đó. Li. Urgently. Urgently. Go on, please. Sam said, Mr. Wellington is still busy. My name is Sam, and I help you. Connor is angry. He said, I must speak to Mr. Wellington. He knows what I am calling about, and I need to speak to him now. Sam refused to put the call through to Mr. Wellington. Refuse it. Wait. Refuses. Chứ không phải refuses nha. Refuses. Refuses. Oh, the chief said, uh-huh. Go on, please. The caller is even more angry and said he will write to Mr. Wellington with a complaint about Sam. Sam declared. Okay, I understand you from North Vietnam, right? Thấy không? Thành ra chữ L đâu thành chữ I, chữ N à, không có đúng. Okay. Tại sao you say that complain? You say clearly L. You say that. Okay. Let me write down. You say complain. L rõ ràng, but you didn't say command. Thấy không? Yeah. Could you say that again, please? Command. Say command. It. Yeah, you say L. Tại sao đây you lại say là cái âm nào mà say thành chữ L đâu mất tiêu rồi, không biết. Em hai bị nhầm. Yeah, phải. Không nhầm được, tại sao complain say được mà đâu có nói là complain đâu. You say complain, right? Yeah, complain. Urgently. Yeah, that's right, urgently. Could you repeat that, please? Urgently. See? Urgently. No. Color. Color. Urgently. No. Urgently. Color. No. Chắc chết quá. Okay, say chữ này đi. Say chữ này đi. Okay. Em cái ly là em chết luôn thầy. No. Cái đó là tập thành thói quen xấu rồi. Đọc chữ này đi. Plan. Đọc đi. Plan. Ly. Yeah. Plan. Ly. Ly. Plan ly. Plan ly. Đọc đi. Plan ly. Không phải plan ly. Tại sao đọc chữ L rồi qua chữ N vậy? Ly là chữ N. Plan. Lan. No. Lan. Okay. Lan. Đọc chữ lên đi. Lan. Lì. Lì. Yeah, được rồi đó. Again, please. Lan. Lì. Lan. Lì. No. Lan. Lì. Giờ đọc này nha. Đọc này nha. Okay.
Đọc đi. My, đọc thành chữ ạ. My name is. See, tại sao đọc chữ L được? Mà tại sao chữ ly lại đọc không được? Tại sao không đọc? Không hiểu. Phải mà, tại vì mình cố tình mình làm như vậy mà còn chối cố nữa. Tình đâu. Yes. Không cố tình. Yes. Đọc chữ này đi. Đọc này. Vâng. Ly. See, đọc lại đi. Ly. Yeah, Ly. Right, Ly rõ ràng. Giờ đọc được rồi đó. Urgently. Urgently. Yeah, see, thấy không? Khi mà mình cố tình mình đọc đúng là nó sẽ đọc đúng, còn mình không khe là mình đọc sai. Okay. Urgently. That's right. Okay. Urgently. Okay. Urgently. That's right. Rồi đọc nhiều lần đi, đọc 20 lần cho một mình luôn đi. Để có tốn người không? Đọc đi, đọc 20 lần đi. Vâng. Đọc ly ly ly. Yeah, mỗi urgently. Lần. No. Urgently. No. Đọc 20 lần. Đọc lại, đọc đúng 20 lần. Urgently ly ly. Urgently. No, không có ni nha. Không được ni. Urgently. No, ghét quá. Đọc đến đi. Li. Ni. Li. 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 Ni. Nữa. Nữa. Urgently. Được rồi đó. Nữa. Nữa. Urgently. Nó không phải ni. Quýnh cái chết bây giờ. Ba hồi li, ba hồi ni. Cái lưỡi đưa lại. Li. Và cái lưỡi đưa lên đi. Cái lưỡi khi đọc cái lưỡi chấm cái ở phía trong, ở phía trên đi. Ly. Urgently. Good. Nữa đi. Urgently. Yeah, nữa. Urgently. Nữa. Urgently. Nữa. Urgently. Không phải ni nha. Động hồi cũng. Urgently. Không phải ni. Ly. Urgently. No. Urgently. No. Ly. Thôi cho ngọng chữ đó cho rồi đi. Cho ngọng cái âm đó cho rồi đi. Không được. Không được là ngọng rồi. Giúp cái gì mà giúp. Người ta thường nói mình phải tự giúp mình trước, ok. Rồi mình mới nhờ người khác, ok. Mình phải tự giúp mình trước. Lì chứ không phải là nì. Okay, sửa lâu lắm. Con sửa 45 tháng như nơi nó no, tại vì bạn không có nhất quyết thôi. Khi mà mình nhất quyết á, mình sẽ làm được. Okay. Ta nói gì đó, pouvoir c'est vouloir gì đó. Ai bên Pháp phải có câu đó không? Vouloir c'est pouvoir hay pouvoir c'est vouloir gì đó quên rồi. Muốn là được. Tại mình không muốn thôi. Vâng ạ. Để con thử lại nhé. vào room với thầy Epi OC kìa, giải cho các anh chị tập đọc kìa. Thầy Epi OC gì đó. Good về vấn đề này lắm á. Hey. Okay. Rồi, and that's it. And thank you very much. Cảm ơn cô nhiều. Okay, now. Hay là mấy giờ rồi? 9 giờ. Hay là thầy episode FBOC ở room này luôn cho rồi đi, khỏi cần đi đâu hết trơn á, cho Tiểu Miên nghỉ sớm bữa nay. Tại vì anyway mình còn có 1 tiếng, không có, we don't have enough time for the for cho cái bài mới, phải không? Đấy, ha. Giờ mời thầy FFF gì đó, cái nickname của thầy khó đọc thì thôi đấy. FBOC hả? FBOC hả? Thầy lên đi, để cho Tiểu My học với thầy luôn cho rồi đi. Ok. FBOC hả? FBOC. Thấy không? Cái gì mà mình đọc không được á, các anh chị phải lặp lại 20 lần, ít nhất 20 lần là tự động lần sau các anh chị không bao giờ đọc sai.
Giờ tí mình đọc lại cái nickname nào. Abiosi. Sí, đọc rất là nhanh phải không? Ban đầu đọc cả lăm phải không? Phải không? Ban đầu tí mình còn đọc cả lăm, tí mình đọc chỉ cần 5 lần thôi là tí mình đọc được liền. Abiosi. Phải không? Thầy Abiosi. Hết cả lăm rồi phải không? Các anh chị thấy không? Khi mà mình đọc một cái chữ mà mình đọc sai, rồi mình sửa lại được, mình đọc lại được cái chữ đó đúng, thì mình phải lặp lại liền cho trong miệng mình ít nhất là 20 lần. Là mình sẽ giết chết cái chữ đó trong miệng mình luôn. Có nghĩa là gì? Là lần sau mình thấy chữ đó là mình đọc đúng ngay chốc. ABC. Phải không? Phải không thầy ABC? Nãy giờ đọc 7 lần rồi đó. Say yes đi thầy. Anh mời thầy lên mic luôn nha. Tí thầy ABC lên thầy đọc. Đọc click click tiểu mi 200 lần luôn. Không ít. Không muốn nghe. Không muốn nghe, đời là bể khổ, nói chữ L thành chữ N nữa, không chơi với đời là bể khổ nữa. Mới vừa nói chữ L thành chữ N nữa đó. Ok. Yeah, con đọc bị chậm. Nhiều người không chơi với con vì không đọc được L với N. Ok, ủa thầy ABOC đâu mất tiêu rồi. Các anh chị thấy không, lần đầu tiên tiếng mi không đọc được cái nickname ABOC. Giờ tiếng mi đọc rất là rành rồi, phải không? Right? Đó là cái cách mà lặp lại. Ok. Nếu có thầy ở đây thì để cho thầy thầy help các anh chị đi. Còn không thì mình học bài mới. Ngốc rồi hả? Ok, cảm ơn anh. Anh ráng. Ok, cái chữ L với cái chữ N đó anh làm được chứ không phải làm không được, mà anh không có chịu, không có kiên nhẫn. Ok, khi nào anh gặp chữ L thì anh ráng nghĩ ở trong đầu nó là chữ L, khi nào anh gặp chữ N thì anh phải chậm lại, đọc chậm lại và lặp lại nhiều lần. Ví dụ như ở trên ly, ở trên ly, ở trên ly, ở trên ly, anh đọc chậm lại nhiều lần như vậy thì tự động tới cái chữ đó anh không còn đọc thành chữ N nữa. Anh làm thử đi. No. 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 Nếu mà đọc sai thì đừng có lặp lại. Trời ơi. Đã nói là urgently là sai mà anh cứ lặp lại là anh sẽ giết cái chữ đó trong miệng anh luôn. Okay. Trần Lì. Trần chứ không phải tròn nha. Trần. Trần là cái âm J này nè. Okay. Âm J chứ không phải âm CH. Urgent. Phải âm J hay là âm C? Yeah, urgent. Urgently. Urgently. Nó ghét quá. Urgently. Mưu lo bây giờ á. Cứ nì hoài hả? Con đọc cái chữ li li ở đây con biết. Đó, đọc được rồi đó, mới nói đó. Li 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 li. Nói vậy đi. Nói vậy đi. Nếu con đọc bình thường thì có lì lợm mới phải ni ni thì đọc được. Lì lợm đó, nói lì lợm được á. Nói lì lợm đi. Vâng. Nói đi. Lì lợm. Lì lợm. Nó. Ghét quá. Lì lợm. Lì lì. Vâng. Dạ. Lì lì. Dạ, đúng rồi bây giờ. Biết rồi. Cong cái lưỡi lên đi. Cong lưỡi lên. Trình lì. Nữa. Ở trình lì. Dạ, nữa. Ở trình lì. Nữa. Ở lì. Good, nữa. Ở lì. Good. Ở lì. Nữa. Ghét quá. Trình lì. Thôi đi, không chơi với đời là bể khổ nữa. You waste my time. And you waste your time. And you waste people time too. Okay. Hãy sửa chữ đó by yourself, please. Ok, rồi bây giờ. Bây giờ. Mai con lên nhờ chút kiểu như sửa tiếp. Ok, để let me add your nickname then. If I have free time and I call you, okay? And we work on that. Okay, đời là bể khổ hả? Let me find your nickname. Yeah. Where are you? You're up there. No, I didn't see your. Yeah. Where's your nickname? Đời là bể khổ là trong Skype. What's your nickname in Patok? Oh, my nickname
is AA11AA Kevin. Okay. AA11. Okay, yeah, I see you. So you're Kevin, aren't you? Yes. Okay, let me add you on. Let me know that. Okay, rồi. And that's it. Coi như cái bài học này thông qua. Một lần nữa, một cái bài học đó, mình có 5 phần để làm. Okay. Thứ nhất đó là mình sẽ reading, tập đọc. Okay, mình sẽ tập đọc. Thứ hai đó, mình đọc thì mình phải hiểu. Okay. Rồi thứ ba đó là mình sẽ nghe. Okay, có nghĩa là mình nghe và mình hiểu. Thì mình sẽ cho các anh chị nghe cái audio. Rồi các anh chị nghe thử rồi coi anh chị có hiểu hay không. Đó là phần thứ ba mình làm. Phần thứ tư đó là mình phải viết xuống, writing. Okay, mình học một cái chữ mình phải biết viết cái chữ đó. Đặng in case, in case mình nói Mỹ nó không hiểu thì mình viết xuống nó sẽ hiểu. Phải không các anh chị? Là phần thứ tư. Và phần thứ năm là phần speaking. Speaking có nghĩa là cái phần thứ năm này mình phải làm hai việc. Việc thứ nhất đó là mình listen and mình repeating. Listening and repeating có nghĩa là mình nghe và mình phải biết lặp lại. Và cái việc thứ hai là mình phải discussing, discussing hay là telling a story, nghĩa là mình phải say something, mình phải kể lại cái câu chuyện gì đó hay là mình thảo luận về cái đề tài gì đó, là cái phần speaking, phần cuối cùng. Ok, một cái bài học mình sẽ làm 5 phần đó. Thành ra các anh chị muốn muốn tập đọc thì các anh phải chỉ phải vô cái giờ reading. Ok. Đồng ý không nào? Mỗi cứ một tuần, 2 tuần, 3 tuần gì đó mình sẽ có một đề tài và mình phải làm 5 5 5 phần này. Ok. Hôm nay giờ này là giờ speaking cho cái bài Sam Job. Right. Giờ reading khi nào? Khi đầu, khi mà có một cái đề tài mới thì cái giờ reading là cái giờ đầu tiên. Like today we have another reading. Another topic. Ok, rồi, có câu hỏi gì không? Trước khi mình học bài mới. Cái phần thứ năm speaking này các anh chị fail rồi đó nha, các anh chị rớt rồi. Các anh chị dở thì thôi đi, bây giờ phải xài xẻ mới được. Các anh chị dở thì thôi nhé. 77 người trong room mà cái phần speaking rớt hết trơn rồi, fail hết trơn rồi. Vậy á, mà Tiểu My thấy mấy cái giờ mà conversation của các thầy cô khác á, hay là của trong mấy cái room khác, thấy chị lên nói ào ào luôn á. Làm Tiểu My tưởng bở. Giơ tay lên nói ào ào luôn á, với thầy gì nè, với thầy cô gì nè. Làm Tiểu My tưởng bở, tưởng các anh chị giỏi lắm á. Tưởng các anh chị giỏi lắm á. Nhà đâu các anh chị dở ẹt. Giờ mình phải xài xể chứ, phải xài xể trả thù lại biết không? Cho các anh chị một tuần lễ luôn, có bài dở sẵn trước mặt luôn mà không không nói được, dở thì thôi á, phải ngồi xài xể 5 phút. Ngồi xài xể 5 phút mới được. Yeah, có bài dở sẵn trước mặt luôn á, mình về mình chỉ soạn lại rồi mình nói, mình lên cầm mic mình lên mình nói ào ào á, phải không? Mà các anh chị làm không được vậy thì đi lủng long cho rồi đi. Vậy đi lủng long cho rồi đi, đổi nghề cho rồi đi, đổi nghề student thành nghề lủng long đi. Nay được xài xể khoái thì thôi á. Rồi hôm nay mình học cái gì nè, mình sẽ có một cái bài reading khác. Ok,
Sau cái bài reading này, mình sẽ học cách đặt câu hỏi. Ok. Lấm lon là nghề gì hả? Lấm lon là nói chung chung thôi biết không? Thật sự ra là mình lấm tùm lum hết trơn. Cái nghề này bên Việt Nam mới có, ok. Nghề này bên Việt Nam có đó, các anh chị bên Việt Nam thì biết cái lấm lon là. Lấm lon là mình chỉ nói chung chung thôi, thật sự ra mình lấm tùm lum hết trơn á, cái gì mình cũng lấm miễn mình bán được thôi. Thí dụ như là mình lấm vỏ chai nè, mình lấm lon nè, mình lấm bọc ni lông nè, mình lấm hình như vậy á, ở bên thấy không các anh chị, nghĩa là mình lấm tùm lum, mình lấm cái gì mà mình bán và người ta mua được á, bán được thì lấm giấy dụng nè đó, tùm lum hết trơn á. Nhưng mà bên Mỹ này không có cái nghề đó. Khi mà mình nói nghề là mình phải làm có tiền. Bên này, bên Mỹ này cũng có lụm, thế cũng có lụm, nhưng mà những cái người mà họ họ clean up á, thành phố thì họ mới đi lụm, họ lụm bỏ rác thôi chứ không phải lụm để kiếm tiền. Thế không được, ở bên này cho free nữa đó, mỗi tuần nó đổ rác một lần. Okay, nó cho mình hai cái thùng rác, một cái thùng thiệt là bự, nó revise mình á, một thùng thiệt là bự để mình lợp, để rác tùm lum vô trong đó, và một cái thùng nhỏ để mình bỏ những cái đồ recycle, có nghĩa là những cái bao rác hay là những cái giấy nè, hay là vỏ chai nè, bịch ni lông nè, hay là những cái thùng sữa bằng ni lông đồ này kia, mình bỏ vô cái thùng nhỏ để recycle lại, và cái đó là free, có nghĩa là mình cho free. Nghĩa là mỗi tuần xe đổ rác nó lại, nó nhặt mấy hai cái thùng rác đó, nó đem đi cho mình khỏi cần đi đổ rác, mình chỉ đem ra trước cửa nhà mình để hai cái thùng rác, rồi xe đổ rác nó lại thì nó trút rác vô trong cái xe đổ rác của nó, rồi nó trả lại mình hai cái thùng không, rồi trong trong tuần thì mình làm tiếp như vậy. Ok. Ok, rồi bây giờ mình sẽ học bài mới. Trong khi học bài mới, đồng thời mình áp dụng cách đọc câu hỏi thứ ba. Có mấy loại câu hỏi các anh chị? Có mấy loại câu hỏi? Ba, right? Mình đã học hai rồi. Yes, no question. Phải không? Đó là loại câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là WH and how question. Thấy không? Đó là loại câu hỏi thứ hai. Và loại câu hỏi thứ ba là gì? Mình gọi nó là tag question. Right? Đó là ba loại câu hỏi. Yes, no question là những loại câu hỏi bắt buộc mình phải trả lời yes hay là no. Ví dụ nói là are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Right? Can you go with me? Yes, I can. No, I can. Hay là no, I cannot. Right? Đó là loại câu hỏi thứ nhất, bắt buộc phải trả lời yes hay là no. Loại câu hỏi thứ hai, WH and how question, nghĩa là những loại câu hỏi nó bắt đầu bằng những cái chữ, bằng chữ WH, giống như là chữ what. Ok, bắt đầu bằng WH, chữ where, chữ why, chữ when, chữ whose, chữ whom, chữ who, and chữ which. Và dĩ nhiên phải có chữ how ở trong đó. Nghĩa là những loại câu hỏi mà bắt đầu bằng những cái chữ đó với chữ how, bắt đầu bằng chữ WH and chữ how. Phải không các anh chị? Và loại câu hỏi này mình không được quyền trả lời với chữ yes hay là chữ no. Tại vì nếu mình trả lời yes với no là mình thuộc loại câu hỏi thứ nhất rồi. Ví dụ mình nói what are you doing? Bạn đang làm gì? Oh, I'm working.
Mình trả lời thẳng luôn, mình không có được trả lời theo tiếng Việt. Bạn đang làm gì? Dạ là yes. Dạ, tôi đang làm việc. Mình không có được say là yes, I'm working. Mà mình trả lời thẳng luôn. What are you doing? Oh, I'm working. Okay, đó là loại câu hỏi thứ hai. Thế là how are you? I'm fine, thank you. Chứ mình không có nói là yes, I'm fine. Phải không các anh chị? Right. Nên loại câu hỏi thứ hai không được quyền trả lời yes hay là no. Okay. Không được quyền trả lời yes hay là no. In pal talk chứ không phải on pal talk. Và loại câu hỏi thứ ba gọi là tag question. Tag là cái đuôi. Okay. Nghĩa là loại câu hỏi nó có cái đuôi ở phía sau. Thí dụ nói you are a student, aren't you? You are a student, aren't you? So các anh chị thấy cái chữ aren't you, nó là cái đuôi. Tại vì nó nằm phía sau, mình gọi nó là tag. Okay. So you are student, aren't you? And loại câu hỏi thứ ba này đó, mình nó cũng giống như loại câu hỏi thứ nhất là yes, no question. Tại làm sao? Là tại vì mình cũng sẽ trả lời yes hay là no. Okay. Và cái loại câu hỏi thứ nhất thì thường thường mình lên giọng phía sau. Okay. Và loại câu hỏi thứ ba mình cũng lên giọng phía sau luôn, tại nó giống loại câu hỏi thứ nhất, trả lời yes hay là no. You're a student, aren't you? Còn loại câu hỏi thứ hai thì thường thường mình xuống giọng. What are you? What are you doing? What are you doing? Mình không có nói là what are you doing. Phải không các anh chị? Đó là điểm đặc biệt của ba loại câu hỏi. Và hôm nay mình sẽ học loại câu hỏi thứ ba. Nhưng mà trước khi học loại câu hỏi thứ ba, mình sẽ có một cái bài reading again. Okay, tại vì mình có bài rồi mình mới áp dụng được, phải không các anh chị? Mình mới áp dụng, phải không? Đồng ý không nào? Say yes đi, please. Okay, rồi nhớ nha. Hôm nay mình sẽ có một cái bài reading mới. Let me open it first, okay. Coi cái bài nào nó funny nữa. Mình có nhiều bài funny lắm á. Okay, now this one. Order and Felix, các anh chị học rồi phải không? Buying a brace. Các chị học cái bài Order and Felix rồi phải không? Dễ mà. Các chị học cái bài Order and Felix chưa? Con chó với con mèo á, học chưa? Con chó với con mèo các chị học chưa? Nhiều người chưa học thì mình mới học. And bài nữa ta. And bài Mary Saturday học rồi nè. Con mất tiêu cái bài lunch time rồi. Chưa hả? Năm ngoái dạy rồi nhưng mà năm nay học chưa? Năm ngoái dạy rồi nhưng mà năm nay học chưa? Hả? Chưa phải không? Ok, bài con chó với con mèo rất là hay, cũng funny. Ủa cái bài lunch time của Jimmy đâu mất tiêu rồi ta? Anyway, mình học lại đi, tại có nhiều anh chị chưa có học đó. Thì mình mở cái này là Church. Mở trong cái English thử coi còn. Martin Felix right here. Oh yeah, lunch time right here. Lunch time
Lunch time Mr. Đàm học chưa? Cái bài lunch time đó. Chưa phải không? Ok, bài mình học cái bài con chó với con mèo trước đi. Cái bài nào cho xong cái bài đó cho rồi đi. Cho các anh chị xong cho rồi đi. Ok, hôm nay mình sẽ học một cái bài reading mới. Ok. This is English. Let me close this one and open this one. Ok, bắt đầu giờ tập đọc. Ok. Thường mình học bài, một bài mình phải tập đọc trước nhất là cái phần đầu tiên. Right? Ok. Cưng cưng đợi. Ok, don't rush me please. Dạ, chị My thường nói chậm rãi không? Cho các anh chị thấm. Arthur and Felix. Giờ tập đọc thì mình đọc rất là chậm nha các anh chị, đọc từng chữ luôn. Khi mà các anh chị lên đọc, các anh chị cũng phải đọc từng chữ. Chị My không muốn các anh chị đọc nhanh, ok? Đọc từng chữ rõ ràng ra để cho chị My biết là chữ nào các anh chị đọc đúng, chữ nào các anh chị đọc sai, ok? Other. Cái âm TH đứng đầu hay là đứng chính giữa gì không cần biết, hay đứng sau cũng không cần biết. Mình phải le lưỡi ra, ok? Mình mới đọc được chữ TH, ok? R, còn cái âm R mình phải kéo dài ra, R chứ không phải R nha, R R đó, order, âm T le lưỡi ra, order. Người Anh họ đọc là author, nhưng mà người Mỹ họ đọc là order. Is a big, các anh chị đọc nhớ có cái ending sau. Old, okay. Old dog. Felix, Felix. Cái âm L, let me correct this. Thì mình keep repeating những cái luật về cái phát âm cho các anh chị, và mình sẽ thường gặp rất là nhiều. Ngoại trừ các anh chị vô học cái cô Hạt Cát thì cổ có một cái luật riêng hát giúp các anh chị cũng rất là hay. Với chữ My thì chữ My đọc chữ nào không được, chữ My chỉ lật từ điển coi cách phát âm, rồi chữ My lặp lại, rồi lặp lại nhiều lần, rồi chữ My đọc luôn chữ đó, chứ chữ My không có dùng luật. Okay. Cái luật khi mà một cái phụ âm nó đứng chính giữa hai cái nguyên âm, mình share cái phụ âm đó cho cái âm trước và share cái phụ âm đó cho cái âm sau. Mình sẽ đọc là Felix, 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 okay, Felix is a young, young tròn miệng, lớn lên young, cat, cat, có cái âm T phía sau, okay, Felix likes other, but not all the time. Cái âm N, cái cắm âm M mình phải xuống giọng mũi, time, M đó, time. Cái âm Y ở phía sau thường thường không có đọc, chị nhớ điều này nhá. Cái âm Y phía sau thường thường không có đọc, thành ra mình cái âm cuối nó là âm M, mình sẽ đọc là time, okay, time. Cái âm T á, ở đầu thường thường mình đọc thành cái âm TH của tiếng Việt TH đó. Hay nói đây mình sẽ đọc là time. Ok, đọc như vậy đó. Tại cái âm I là đọc thành AI tiếng Việt phải không? Là T đọc thành TH tiếng Việt phải không? Hay nói đây mình sẽ đọc là time. Timer, time. Ok, Felix likes to climb. Clamp.
I'm sorry. Thì các anh chị có thể mình thường thường mình nói âm như nào? Ok. Cái này có phải là cái âm I sẽ đọc là như vậy phải không? I, right? I'm, right? Rồi mình nói âm ra. Lime. Ok, sorry. Lime, phải không? Rồi mình nói âm C thường thường đọc là âm K hay là âm KH. Ok, glam. Glam đó, glam. Ok. Glam, right? Glam. And what else? Trees, right? Trees. Three. Thường mình nắm cái nguyên âm mình đọc trước. Re, trees. Rồi thêm âm R vô. And âm S at the end. Trees. Other. Kent. Kent. Cái này là âm N xuống giọng mũi. Ken. Còn âm cuối là âm T lên giọng cắt ngang. Kent. Ken. Kent. Phải không kênh? Cái âm T ở phía sau đó thường thường lên giọng cắt ngang. Cái âm D ở phía sau đó thường thường xuống giọng kéo dài. Foot. Food. Foot. Food. You see different? So cái chữ can, can't, lamp. Right? Khi mà các anh tiếng My nói cái gì, tiếng My làm gì, các anh chị làm theo tiếng My nha. Tiếng My nói các anh chị la lưỡi, các anh chị la lưỡi. Tiếng My nói các anh chị lên giọng, các anh chị lên giọng. Tiếng My nói các anh chị kéo dài, các anh chị kéo dài. Mặc dù bên kia tiếng My không thấy các anh chị, nhưng mà các anh chị làm theo tiếng My, ok? Please. Chịu không nè? Tại vì các anh chị phải làm theo đến chừng các anh chị lên đọc, các anh chị đọc mới được. Còn các anh chị chỉ ngồi nghe thì khi mà các anh chị áp dụng, các anh chị áp dụng không được. Ok, tiếng My đọc rõ từng chữ, từng chữ như vậy, các anh chị làm theo tiếng My. Ok, again. And usually I will read it. I will read them two times, okay? Slowly, one by one. Others is a big old dog. Right? Dog. Cái này là dog. Dogger. Dog. Còn này là dog. Này là dog. Thành ra khi mình đọc mình phải nhớ cái ending sound nó rất là quan trọng. Có nhiều người nó không cần phát âm cái ending sound. No. Anh chị phải try as much you can. Có nghĩa là mình cố gắng mình cứ phát âm cái âm cuối cùng cho nó quen cái miệng đi. Đúng hơn. Hơn là mình cứ thoáng qua, đọc thoáng qua không được. Dog and dog. Right? Dog and doctor. Dog. Felix is a young, tròn miệng, cat. Âm T ở phía sau. Cat. Felix likes others, but not all. Chị thấy không? But not. Right? Có cái âm T phía sau. Cố gắng phải đọc rõ như vậy. But not all the time. Felix likes to climb trees. Others can't climb. Nhiều khi mình đọc chậm từng chữ thì mình muốn các anh chị đọc rõ cái ending sao. Nhưng mà đôi khi á, mình đọc bình thường, đọc nhanh, mình không có nghe được cái ending sao. Nhưng mà mình try cái the best của mình. Other but not all the time. Khi mà mình đọc nhanh các anh chị thấy mình không có thể đọc là but not all the time. Các anh chị hiểu thì mình nói không? Khi mình đọc chậm từng chữ, mình cố gắng phát âm cái ending sound. Nhưng mà khi mình đọc nhanh, có nhiều khi mình không có cái hơi để mình phát âm cái ending sound. It's okay. Anh chị hiểu rồi phải không? Okay, again, last time. Others is a big old dog. Felix is a young cat. Felix likes others, but not all the time. Felix likes to climb trees. Other can't learn. Okay. Now, bây giờ tiếng My còn 5 người đọc. Các anh chị gọi vô đi, please.
Mỗi lần mình đọc một cái đoạn ngắn như vậy thôi. And my nickname in Skype is Jimmy 7. Okay, Mr. Kraft. Yes. You hello, the... sister. Me. Hello, everyone. Okay, you're the first one who read this. Yes, thank you, sis. Come. All the... Yes? Okay, I'm sorry. I just answered, darling. Em đọc luôn. Yeah. Please. All the... Yes, a big, old dog. Felix. Yes, a young cat. Felix likes other, but not all the time. Felix likes to climb. Climb. Please. Climb. Climb. Chứ không phải like. Climb. And Felix. Climb. Felix. Chứ không phải là Felix nha. Felix. Cái âm y mà Felix. Felix. Yeah, that's right. Felix. Like to climb. 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 Yeah, climb. Climb. Right, climb. Climb. Other can climb. Okay, last one. Last time I mean. Two ties. It's okay because I want you to tie only. Okay, if you don't want this, it's okay. And thank you very much. You do a good job. No. You did two times, right? Okay, go ahead. Read one more time then. Yes, thank you, sir. Ola is a big old dog. Felix is a young cat. Felix. You can call Felix. Yeah, Felix. Felix, yes, a young cat. Felix likes other, but not all the time. Felix likes to climb trees. Other can't climb. Can't. Can't. Other can't climb. Yeah, người Anh đọc thành chữ can't. Cái can't nhưng mà người Mỹ đọc là can't. Đọc giống như chữ can vậy đó nhưng mà mình lên giọng cắt ngang cái can't. Can't. That's right. Còn cái từ dân kia như là bạn nông dân ân cần bảo em sai là young. Mỹ để em young. 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 Không phải young nha, không phải young mà là young. Okay. Young. Yeah. Cho miếng mà young chứ không phải là young. Young. No. Không phải. I don't know. Young. Young. No. Young. Đi sai thôi. Young. You. Young. Okay, let me. Cái này đi. Sao không nghe thấy? Yeah, yeah. Wait. Let me open the dictionary yes. Then để coi cách phát âm của nó làm sao thì mình mới. Young, chứ không phải là young. Young, tròn cái miệng. Tròn cái miệng. Young. Đợi tí mình tí xíu nha. Yeah. This one is translated. Rồi mất cái từ điển rồi. Okay, cái từ điển của Jimmy đâu mất tiêu rồi. Cái từ điển young phải không? Chứ đâu phải là young đâu. Không phải là young. Young. Young cat, young. Young. No. Yeah. Young. Maybe.
Đánh cái này thử coi. Okay, như vậy đi, không biết cái từ điển của Trang My đã mất tiếng Anh rồi hiểu không? Rồi mất cái từ điển nó uổng quá. Young. No, young. 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 Yes, so you. Young, đúng mà. Ok, rồi coi right. Như vậy đi. Bạn đọc theo bản vậy cho rồi đi. Rồi mất cái từ điển mất tiêu rồi. Đợi tí mình tí xíu nha. That's right here. Yeah. Young. Mở từ điển. Young. 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 Okay, let's see how it's pronounced. Trên nhai đúng mà, phải đọc mà. Young. Mở từ điển Việt Nam luôn cho rồi đi. Đợi, đợi tí xíu. Các anh chị mở từ điển ra, các anh chị coi coi nó pronoun làm sao. Đi. Young. Young. Đăng. Young. Viết từ cái gì? Young. Young. Sai. Young thư cụ. Đợi chứ hả? Cô gì? Cô gì? Cô gì bìa? Young. 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 Có anh chị nào gửi gửi cho Thúy My cái link cái dictionary mà của MSN N Qatar được không? Xin sửa xuất Google xem Google nó ra. Hello sister May. Okay, please wait wait for your time please. I mean your turn please. Nó là dân chứ không phải là dân mà là dân. Tròn cái miệng please, tròn cái miệng chứ không phải là dân. Phải không? Dân. Dạ dân. Nó thì cái âm ớ ơn á, dân. Ơn. Dân. Ok. Dân. Dân. Ok, để cái mi mở cái việc ESL. Dân. Đâu. Copy and paste. Ok. However, that's good enough. Timmy không ngồi đây chờ được. Đợi Timmy tí xíu nha. Để Timmy read. Yeah, take your time. Okay, all four. No, không phải từ điển này, nhưng mà kệ, mở cái này ra thử đi. Young, 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 young. Dân, dân. Cái miệng, cứ cứ chu cái miệng ra, chu cái miệng mà tròn là nó sẽ đọc đúng, mà không chu nó không đúng. Chu cái miệng, dân. Dân. Đúng không ta? Tròn cái miệng thử đi, tròn cái miệng thử đi. Rồi đọc dân. Đây em đang. Okay. Dân. Từ điển tiếng. Dân. Em tròn miệng rồi đấy. Dân. Không phải là chữ gì. Không phải chữ G mà là chữ G. Chữ giờ. 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 Giờ dân. Giờ dân. Giờ dân. Giờ dân. Đọc thành chữ G, giờ đúng rồi đó. Listen. Giờ. 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 Thôi cho ngọn chữ đó cho rồi đi. Giờ. Bạn thích dân à? Không, tại vì là không, mình không có đọc được ấy. Yeah. Tiểu My em không có đọc được cái từ này. Ok, dân. Thì thôi đọc vậy cho rồi đi. Trời, nhưng mà sau này em đọc thế. Dân lời cho mẹ. Dân lời. Dạ, đọc chữ D của người Nam á. Đúng rồi, dân lời, đúng rồi đó, dân á. Chữ D của người Nam chứ không phải là chữ V của người Bắc nha. Chữ D của người Nam là dân. Actually, nó không phải, nó là chữ chữ và chữ D đó. Anyway, cũng gần được rồi, không sao đâu. Dân. Dân.
Dâng lời. Dâng. younger chứ không phải là Younger. young younger đúng bạn, dân đặt tròn thêm cái chữ vợ gần nó chữ ớ chứ không phải là chữ á đâu. Tức là mình đọc cái sai âm thứ hai à? Sis tưởng đi em đọc sai âm nào? Âm đầu tiên hay là âm dần? Âm cho mấy đâu. Đọc thử chữ này đi. Younger. Almost younger, younger. Chứ không phải là younger. Younger. Không phải là younger mà là younger. Tròn miệng mới đấy, Younger. ok. Younger. Yeah. Younger. Tròn cái miệng chứ không phải cắn cái răng. Không phải là younger mà là younger, younger. Younger. Yeah, Không tâm được luôn đi, bạn đúng rồi đó. Thôi cho chọn ngọn chữ đó đi, chọn ngọn chữ đó cho rồi đi. Younger. Younger. Khó, cái này khó quá. Cho ngọng luôn. Yeah, cho ngọn luôn cho rồi đi. Trời. Ok. Trời đất. Ok, thank you Mr. Graph. Thank you very much, Yeah. sister Tiểu My and Tiểu Ngọc. Thank you everyone in the room. Ok, now next one is Tiểu Ngọc luôn nha. Mời Tiểu Ngọc. Mất cái từ điển kia rồi. Buồn quá. Rồi, Tiểu Ngọc bắt đầu nha. Let me close this Yes. one. Can you post again, please? Yes, right here. Okay. Arthur is a big old dog. Felix is a young cat. Felix likes Arthur, but not all the time. Felix likes to climb trees. Arthur can't climb. 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 Climb chứ phải là Yeah, clam nha, không phải lem mà là climb. climb. Right. And but. 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 Có âm T phía sau please. But. But. Not. Not. All. All. Không phải all mà là all. All the time. All. All the time. Other time. That's right. Could you start over, please? From beginning. À, không phải từ điển đó. Từ điển Alcantara gì đó. À. Okay, chưa Ngọc. Could you repeat? I mean, could you start over? And do Yeah. this, please. Yeah, I will say again. Author is a big old dog. Old. Felix. Old. Old. Old dog. Felix is a young cat. Felix loves Arthur, but not all the time. Felix loves to climb trees. Arthur can't climb. Không phải phi nha, không phải phi nha, là Felix. Felix mình đọc có cái âm L. Felix. Yeah, Felix. Tại mình đọc nhanh, Felix. mình nghe nó là phi, không phải là phi mà là Felix. Okay, Felix. Có, Felix. yeah, có cái âm L ở trong đó, Felix. Okay, Felix. Felix. Yeah, chứ không phải là Felix nha, không phải Felix mà là Felix. Okay. Felix. Yes. Okay, and that's it, right? Đọc xong rồi phải không? Đọc xong rồi phải không? Yeah. Okay, thank you very much, Tiêu Ngọc. You do very good job. And okay, thank you very much. You're very welcome.
Okay, next one will be a sunflower. Oh, dịch hả? Dạ, sẵn sẵn đi. Chị mình dịch luôn nha. Order là một cái con chó bự già rồi. Felix là một cái con mèo trẻ. Felix thì thích con chó. Felix thì thích con order. Nhưng mà không phải lúc nào cũng thích thích trường. Felix nó thích trèo lên cây. Order thì không có thể trèo lên cây được. Con chó nó không trèo lên cây được. Con mèo nó trèo lên cây được. Okay. Rồi bây giờ next one will be sunflower. Are you there, sunflower? Yes. Okay, now your turn to read this, please. Order is a big old dog. Felix is a young cat. Felix likes order, but not all the time. Felix likes to climb trees. Order can climb. Cái này mình sẽ đọc là mình đọc chữ time trước rồi mình mới kéo vào cái âm em. Yeah, time. 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 Có âm em ở phía sau giọng mũi. Time. Time. Yeah, chứ không phải là thai nha, không phải là thai nha, không phải all the time nha, mà là all the time. All the time. That's right. Okay, go on please. One more time. Yeah, one more time please. Order is a big old dog. Big. 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 Uh-huh. Chứ không phải big nha, không phải big, mà là big. A big old dog. Felix is a young cat. Felix likes order, but not all the time. Felix likes climb trees. All can climb. Ok, cái chữ này các anh chị đọc là at. Tiếng Việt thì đọc là at. Ok. Cái âm A đó, cái âm A tiếng Việt các tiếng Việt thích hả miệng ra, nó đúng hơn là mình kéo dài cái âm, mình kéo dài cái miệng thầm cái âm E tiếng Việt. Tại làm sao như vậy? Tại vì các anh chị mà kéo dài thành cái âm E tiếng Việt thì mấy chữ khác các anh chị cũng đọc, cũng kéo dài, thành ra các anh chị sẽ đọc sai. Ví dụ như chữ này, okay. Cái âm A tiếng Việt mình hả miệng ra back, chứ không phải kéo dài thành âm E là back. You have mail. Các anh chị kéo dài thành chữ S, đồng ý không nào? Chữ S có nhiều người đọc thành S cũng được, nhưng mà với chữ mi thì chữ mi nghe nó kỳ kỳ. Thấy có rất là nhiều người đọc thành chữ at 8 o'clock, at 7 o'clock, at 6 o'clock, at home. Chữ mi đọc là at. Thấy chữ mi chỉ chia sẻ như vậy thôi. Còn chữ back, bắt buộc các anh chị phải hả miệng ra, nếu mà các anh chị kéo dài thành cái âm e là you have mail, sai, không phải là back mà là back. Come back chứ không phải come back. Không phải come back. Hay là chữ này cũng vậy. Đây là bad. I mean đây là bad. Bad. Chứ không phải là bad. Yep. Không phải bad. Mà là bad. Cái này mới là bad nè. Okay. Cái này mới là bad. Anh chị thấy không? Nếu mà cái nghĩa xấu mà các anh chị mà không há miệng ra là các anh chị đọc sai. Bad. Okay. Chứ không phải là bad. Đồng ý không nào? Right. Hay là cái chữ này chữ này cũng vậy. Nghĩa là nói tóm lại, gặp cái âm A đó tiếng Việt đó, các anh chị nên há miệng ra. That's my opinion. Yeah, thì tiếng Mình nói có. Anh tiếng Mình nói tùy các anh chị đã đi. Tiếng Mình bên Mỹ thì tiếng Mỹ chỉ các anh chị theo cách Mỹ, có người PM nói ô có hai cách, đó là giọng Anh whatever. Ok, tiếng Mỹ không có mic, các anh chị đọc sao các anh chị đọc, tiếng Mỹ chỉ chia sẻ như vậy thôi. Chữ này đọc là black mà các anh chị đọc là black.
It's okay đối với các anh chị, nhưng mà với Tiểu My không làm như vậy. Okay, không làm như vậy. Black làm sao mà không sai? Hả? Black, okay. Black. Chữ này mà đọc thành chữ bếp thì sao đúng được? Okay, Tiểu My chỉ nói vậy thôi. Các anh chị muốn làm muốn không muốn làm cũng không sao hết trơn. Okay. Chữ này đọc là bad chứ đâu đọc là bếp đâu. You are so bad, okay? You are so bad. Chứ đâu đọc là you are so bad đâu, phải không? Right? Okay, chỉ chia sẻ với các anh chị vậy thôi, tùy các anh chị, okay? See, ai mà đọc là bad? You are so bad. Ai đọc như vậy? You are so bad, okay? Okay, không sai thì cứ làm theo Paul đi, okay? I don't mind. Sad chứ đâu đọc là sad đâu. I'm so sad hả? Huh? I'm so sad hả? Huh? I'm so sad hả? Huh? I'm so sad. Okay, now and what? Sunflower. Could you read this one more time, please? Trong từ điển á, các anh chị mở từ điển ra, họ cũng hả miệng chứ họ không bao giờ họ kéo miệng thành cái âm e tiếng Việt hết trơn. Đợi mà tí xíu nha, tiếng mi mất cái từ điển nó uổng, thì từ điển tiếng Mỹ đó, tiếng mi mất cái từ điển đó rồi, nhưng mà đợi tiếng mi tí xíu. Con mở cái từ điển khác thử coi, tiếng Anh .net study. Cái MSN and Qatar nó mất tiêu rồi. Biết làm gì. Ủa sao chỉ bị mất cái audio luôn. Mất cái audio luôn rồi. Bad. Bad. Này là tiếng Việt đó, Vietnamese Dictionary. Bởi vì các anh chỉ theo từ điển tiếng Việt mà. Let me see. Study dictionary. Mất rồi. A hybrid. Sao không có cái audio ta? Ok, anh chị nào có cái từ điển này nè. Chỉ mình bị mất cái từ điển này nè. MSN Encounter MSN từ điển này nè. MSN Encounter. Okay. And next then English đâu từ điển nào? Cái từ điển này tiếng Việt cũng có mà sao nó mất cái phần audio rồi. Okay, anyway, chỉ chia sẻ với các anh chị thôi, okay? Okay, rồi, bây giờ, okay, tới ai bây giờ? Okay, thank you, Sunflower. Bây giờ tới nông dân nha, tới nông nhân dân nha. Yeah, bây giờ tới nông dân ân cần. Mời nông dân nha. Yes. Okay. Từ điển MSN. Okay, nông dân, could you read that, please? Read this. Slowly, one by one. Word, I mean. Other is a bed. Old dog. Felix is a young cat. Felix. Like other, but not all
the time. Phyllis likes to climb trees. Other can't climb. 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 Yeah, climb. Mình phải đánh cái âm K trước, climb. Chứ không phải là chỉ có âm L thôi nha, còn âm C ở phía trước nữa. Climb, mình đánh. Climb. Yeah, climb đó, climb. Climb. Okay, now, that's very good. One more time, please. Order is a big old dog. Felix is a young cat. Felix like other but not all the time. Felix likes to climb trees. Other can't climb. Very good. Okay, that's good enough. And thank you very much. So nghe yeah. Okay, cảm ơn ông Dương Ân Cận. And thank next you, one, yeah, next one will be Ready Nike. Yes. Okay, could you read this, please? Yes. Arthur is a big old dog. Felix is a young cat. Felix likes Arthur, but not all the time. Felix likes to climb trees. Others can't climb. Okay, very good. One more time, please. Yes. Other is a big old dog, and Felix is a young cat. Felix likes Arthur, but all the time. Felix likes to climb trees. Other can't climb. Okay, that's good. Anyway, các anh chị, thầy cô trong này rất là nhiều. Okay, các anh chị thường nghe người này nói này, người kia nói kia. Nhưng mà các anh chị, tùy các anh chị thôi. Okay, các anh chị nghĩ thích nói. Tại vì mỗi cái nước, mỗi quốc gia nhiều khi cũng một cái chữ đó nhưng mà họ phát âm khác. Okay, như cô Hà Cát thì ở bên Canada, còn Tiểu My thì ở bên Mỹ, hay là thầy nào đó thì ở bên Úc, rồi có thầy cô nào ở bên Anh, nhiều khi cách phát âm nó khác, thành ra tùy các anh chị nói chung thì cách nào nó cũng đúng. Tiểu My thì phân biệt rất là rõ ràng. Thế cái từ điển á, cái từ điển của Tiểu My á, mà Tiểu My mất á, nó đọc rõ ràng bad chứ không phải là bad. Các anh chị đọc mà I'm so bad là nó ra cái chữ này, hai chữ này các anh chị đọc làm sao hả? Hai chữ này các anh chị đọc làm sao cho nó khác. Nếu mà các anh chị hai chữ đều đọc là bad bad hết, you are so bad, các anh chị thấy không? Right, thấy không cô Hà Cát ở bên California hả? Cô Hà Cát ở bên Canada chứ hả? Hay là Tiểu My lộn với ai? I don't know. Cô Hà Cá bên Canada. Yeah, cô Hà Cá bên Canada. Bed. I don't know. Hỏi cô. But thành ra đó. To me, I think because you live in USA, and we live in Vietnam, so không, maybe. Ý của Tiểu My ở đây á, Tiểu My không có nói ai bad. Ai hay ai đúng hết trơn. Nghĩa là Tiểu My nói tùy các anh chị, okay? Tùy các anh chị. Yeah, and color. And Carter. Okay, rồi. Bây giờ, yeah, thank you. Did you read two times already? Who anyway? Kitty nói. Ready nói. Yes. Okay. I finished reading already, or let other people read. Okay. Okay. Hang so up my phone. Okay. Thank you thank very you much. So much. Yeah. So I call the next one then. Okay. Okay, next one will be Tony. Tony Van. Tony Van. Hello, Tiểu My. Yeah, we hear how you. Can you read this, please? Voting. My nickname is Voting.
Oh, voting. Okay. Now, could you read this, please? Father is a big old dog. Feel, feel it. He a young cat. Feel it like other, but not all the time. Feel it like to come tree. Other can climb. 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 Yeah, climb. Climb. Uh-huh. One more time, please. Other is a big old dog. Big, đọc nghĩa thôi, big chứ không phải là big, không phải là pig. Okay, big. Cái từ đầu mình đọc là order là đúng không? Yeah, order. Le lưỡi đọc order. Hay là các anh chị đọc theo giọng Anh, author cũng được, author cũng được, hay là order cũng được. Mà phải le lưỡi, okay. Please. Okay. Order is a big old dog. Phyllis is a young cat. Phyllis like other, but not at the time. But not all the time. Phyllis like to climb tree. Other can climb. 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 Yeah, không phải climb nha, climb. Okay. Đừng có đọc rõ Phil. I don't know how you pronounce Felix. Okay, Felix. Đọc như vậy là Felix. Felix. Đọc vừa có âm Felix. L vừa có âm I nữa, mà đừng có đọc nặng quá, đừng có đọc là Felix. Okay. Felix. Felix. Yeah, that's Felix. Right. Đọc như vậy đó. Felix. Okay, next one. Yeah, thank you very much. You do good job, Roy. Đọc đúng rồi, hãy. Next one. Đoạn kế nha. Hay là các anh chị muốn nghe cái đoạn audio này? Let me open this now. Có người nói muốn nghe cái đoạn audio này. Các anh chị nghe nha. Where is it? Otto and Felix. Nó mất tiêu rồi ta. 21. Okay, 21. Thank you very much. You do a very good job. And let me open the audio. What did you say? Go to me. Oh, I say I'm trying to open the audio for this paragraph. And I don't know what that is. Auto and Felix. It's right here. Các anh chị nghe cái đoạn audio này nha, coi nó đọc làm sao nha. Because I didn't see anyone with me in Skype. Arthur and Felix. Arthur is a big old dog. Felix is a young cat. Felix likes Arthur, but not all the time. Felix likes to climb trees. Arthur can't climb. Felix is in. Okay, that's it. Anh chị nghe rồi phải không? Nghe mà không có nghe được rõ là cái gì nữa. Thôi tại vì đọc nhanh quá hả? Tại vì cái cách nghe tiếng Anh của mình nó chưa có giỏi gì mấy cô Thiệu My. It's okay. Tại vì mình mới nghe lần đầu mà thôi mà, it's okay, không sao hết trơn. Sau khi mình đọc cái bài này nhiều lần thì mình sẽ nghe rõ thôi, hiểu rõ thôi. Cái này là thầy gì quên rồi nè ta. Này là thầy gì quên rồi. Okay, next paragraph. Next paragraph. Okay, let me read this first, okay? Sao thở dữ vậy? Felix is in the tree. Others see Felix. He barks loudly. Cái âm o again, các anh chị thấy không? Thường thường mình phải hở miệng ra. Bark. Bark. Rồi mình thêm âm k vô. Bark.
Phải không? Box. Box là gì cô? Box là sủa đó. He bought loud. Bark. Loud. He bark loud, light, loudly. Yeah. Making too much noise. Wait a minute. Yeah. Felix says, quiet. But others can't hear. Cái âm O các anh chị kéo dài và có cái âm O phía sau như các anh chị, chứ không phải là here. Here. Felix. Here. Yeah, he is making. He is making. Make and take. Kéo dài cái miệng ra. Make, take. Okay. Okay. Making too much noise. Cái âm noise. Y không, cái âm y không đậu phải không? Thành ra cái âm cuối nó là âm s, right? Noise. Okay. Again, Felix is in the tree. Others sees Felix. He barks loudly. Bark loudly. Felix says. Cái này là said. Hồi nãy Tiến My quên sửa một người. Said. Cái này đọc là says, chứ không phải là đọc là says. Okay. Còn cái quá khứ nó là said. Said. Yeah, says, said. Felix says, be quiet. But others can't hear Felix. He is making too much noise. Okay, rồi bây giờ mời ai ta? Tony, you still there? Phải Tony không? Jotin. Yeah, Jotin là Tony. Van, right? Yeah, Jotin, could you repeat this one? I mean, could you read this one, please? Okay. Picture to me. Don't call me picture. Hello, thank you to me. Philip is in the tree. Others see Philip. He bark loudly. Philip say, be quiet. But others can hear Philip. He is making too noisy. Be quiet. Be quiet. Yeah, chứ không phải be quiet nha. Be quiet. Right. Be quiet. And go on, please. Bye bye, there, go. Yeah, one more time. Did you read two times? Okay. Ready? Okay. Philip is in the tree. Others see Philip. He bark loudly. Felix say, "Be quiet." But other can hear Felix. He is making too much noise. Making chứ phải making. Making kéo dài miệng là make. Making. Right. Making. Making. He is making too much noise. Noise. King chứ đâu phải là king. Chữ K mà, chứ đâu phải chữ K, KH đâu. Không phải make, I don't know, making. Yeah, making. That's right, making. Making. Right, making. 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 King. King. Making. Private. Making. Yeah, that's right, making too much noise. Too much noise. Can I? Cái này dịch làm sao cô? Là Felix là đang ở trên cây, phải không cô? Yeah, Felix thì trên cây. Order thì thấy Felix. Felix đang sủa rất là to, phải không? Yeah, cái con order nó sủa to, nó sủa lớn lên đó, nó sủa lớn, sủa to đó.
Rồi go on please, dịch tiếp đi. Oh, cô nè, Philip ở trên cây, order, thấy Philip. Rồi he ở đây là order. Okay, he ở đây là order. Order, thấy Philip order số rất là to. Philip nói hãy im lặng, đừng ồn ào. Be quiet. Đó, nhưng order không nghe thấy Philip nói. Anh ta tiếp tục làm ồn ào. That's right. Anh ta vẫn cái con chó nữa, và nó vẫn sủa, nó vẫn và nó đang làm, nó làm ồn ào, nó sủa. Okay, in the tree. Tại sao in the tree mà không, tại sao in the tree mà không phải là on the tree? Tại vì nó đã ở trên cây rồi, không ở trong cái cây, tức là nằm trên cái cây nha cô. Dạ, mình không được hiểu theo, mình không được dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ. Đó là cái cách nói, ok, người ta nói in the tree chứ không ai nói on the tree hết trơn. Nói on the tree là nói theo cái tiếng Việt của mình rồi dịch ra tiếng Mỹ. Chó nó trên cây, trên là on, phải không các anh chị? Nhưng mà thường thường nó in the tree. Có thể là tại vì cái tree nó cái tree nó có nhiều nhánh, rồi con chó nó đâu có phải nằm ở trên cái đỉnh cái cây, ai khái gì vậy? Okay. Đó là cái cách nói thôi. Ví dụ như mình nói giống như cái chữ to và chữ for đó, mình dịch ra từ tiếng Việt là cho, thành ra lúc nào mình cũng là for hết trơn. Ok, ai khái chỗ quê tôi ha. Ok anh chị, I give the verb for her. Đấy, đây là nói theo tiếng Việt. Tôi cho quyển sách đó cho cô ta, phải không? Ừ, còn nói tiếng Anh nói sao cô? I give the book to her. Mình dùng thêm chữ tiếng Việt hèn gì trong đầu mình lúc nào. Trong đầu của mình lúc nào cũng nghĩ tới tiếng Việt ông ta. Sau lúc nào mình nói tiếng Anh mình cũng nghĩ tới tiếng Việt. Bắt đầu mình là mình mới dịch sang, mình sẽ dùng tiếng Anh. Chứ khi ở bên đây người Việt Nam dùng tiếng Anh như vậy nè cô Thị My, là tức là người ta suy nghĩ nha, cái tiếng Việt bắt đầu người ta mới dịch sang tiếng Anh là tiếng Anh. Nhưng mà cái cách nói nó khác nhau. Cái give thì dĩ nhiên là give to, đó là coi giống như cái phrase verb. Nhưng mà gặp các động từ khác mình cũng không được nói là for. Thí dụ như câu này, I build, no, I cái chữ to, I explain. I explain the lesson. Nói cái cây tre mà mình dùng là I give the book to her đó. Yeah, I explain. I explain to the lesson for her. Phải không? Đây là cách nói tiếng Việt phải không? Tôi cắt nghĩa bài học cho cô ta phải không? Đấy. Explain là gì cô? Explain là cắt nghĩa. Tôi cắt nghĩa bài học cho cô ta phải không? Đó là nói theo tiếng Việt đó. Phải không? Tôi dịch ra tiếng Việt đó. Tôi cắt nghĩa bài học cho cô ta phải không? Nhưng mà nói cái giọng tiếng Mỹ là I explained the lesson to her. I explained the lesson to her. Right, to her, chứ không phải là for her. Tại vì mình nghĩ trong đầu là tiếng Việt là tôi cắt nghĩa bài học cho cô ta, thành ra mình dịch thành tiếng Mỹ là I explained the lesson for her là sai. Khi nào dùng to, khi nào dùng for ba cô? Bài này các anh chị học rồi mà. Khi nào mà có cái người đứng trước mặt nhận cái hành động đó trực tiếp thì là chữ to. Giống như là give. Mình give cái gì cho ai thì phải có cái người đó đứng trước mặt mình mới cho người ta được, phải không? Chứ không có người đó đứng. Give có nghĩa là mình hold something in your hand and give to someone, phải không? Nghĩa là mình cầm cái gì trên tay rồi mình cho cái người đó. Hay nó phải trực tiếp, phải không? Từ nói chung là từ thu là phải trực tiếp, tức là phải trực tiếp, cho trực tiếp.
từ for là cho danh tiếp mà. Yes. Account for có nghĩa là gì? Khi mà một cái word phrase á, mình không có được sửa nó, okay? Cái word phrase, cái phrase verb đó, nó là cái nghĩa của nó như vậy, mình không có được quyền sửa. Thí dụ như là I'm looking for home. Looking I'm looking forward for work to. Yeah, for work thì phải là to chứ phải phải là for phía sau. Tại vì nguyên cái verb phrase looking for nó là một cái phrase verb, nó phải đi liền với nhau. Okay, to chứ không phải là for. Thành ra cái account for cũng vậy. Okay, nghĩa là nếu mà nó là một cái mình gọi nó là một cái gì, cái phrase verb là cái gì, là mình không được quyền đổi. Thí dụ như là mình nói I ask for, đây là một cái nghĩa là mình đòi hỏi cái chuyện gì đó. Okay, mặc dù mình ask for là một cách trực tiếp nhưng mà đây là một cái phrase verb, mình không có được đổi nó thành chữ to. Okay, I ask for a raise. I ask for a raise. Nghĩa là gì? Tôi đòi hỏi được lên lương. Mặc dù cái đòi hỏi, phải không? Right? Mặc dù cái đòi hỏi nó cũng phải mình đòi hỏi trực tiếp cái gì đó, nhưng mà đây là cái thành ngữ mình không có được sửa. Còn ai, còn I am looking for, I am looking for what to là gì cô? Hả? Để trả lời nữa. I am looking for what to. Nghĩa là tôi đang mong đợi hay là tôi đang chờ mong cái gì đó. Okay. Anh đã nói tóm lại nhiều khi á, tiếng Việt mình nói khác nhưng mà mình chuyển qua tiếng Mỹ mình nói khác, chứ mình không có nói giống như vậy. Có nhiều cái mình dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ nó nghe so funny. Ví dụ như I live, yeah, cái này đi. I live on the first street. Đây là tiếng Việt nè. Tôi sống ở trên đường số 1. Phải không các anh chị? Phải không? Đúng rồi. Tôi sống ở trên đường số 1. Mình dịch thành chữ on. Nhưng mà thật sự I live on the first street. Phải không? Tiếng Mỹ là đọc là mình đổi thành chữ in chứ đâu phải chữ on. I live on first street. Hay là I live on the first street. Chứ đâu phải on the first street đâu. Okay, okay, anh chị. And that's it for today. Ngày mai mình sẽ đọc cái bài này tiếp nha các anh chị. Thank you for reminding. My time is up. Mày có tiếng Mỹ phải đây à? Dạ, hết giờ rồi. Bây giờ ba bên làm việc hả? Maybe, I don't know. I have to eat first. I'm so hungry. Oh, so you need to diet. Huh? You diet? Yeah, I'm diet, but I'm still eat. How many pounds? Not your business. I'm way from 90 to 110 up and down. Okay. I hear your voice. I think they don't know you. I hear your voice. I think you are about 120 pounds. 120.
120? No, I don't think so. The most. I know. 120 pounds. No. From 90 to 110, up and down. Okay, and that's just for today, and I'll see you tomorrow, okay? Hết giờ rồi các anh chị. Mình over time 15 phút rồi. Over 15 phút rồi. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Okay, when I see you again? Tomorrow. Tomorrow, what time? 8 p.m. Vietnam time from Monday to Thursday, okay? Monday to Thursday. Ngày mai mình sẽ ngày mai mình sẽ tập đọc tiếp bài này nha các anh chị. Okay, and that's it for today. And gửi mai lại cho các ớt nha. Cảm ơn Vô Tình. Bye bye for Kim Mi. Yeah, thank you, Vô Tình. And I'll see you tomorrow then. Okay. Bye bye.